Hi, chị chào em nha. Chị ơi, giúp em từ bà. Từ bà đó nhiều nghĩa lắm. Từ bà đó nhiều nghĩa ha. Rồi bà ủa, nắm bắt nè. Bà thân nã xu chư, đem nó đi ra ngoài. Bà chỉ trên sư chùa họ. Cái công việc này làm cho tốt vào. Người ta ra nói với mình. Giống như là nó một phần là ra lệnh cho mình, một phần là kêu mình phải làm gì đó. Từ bà này nhiều nghĩa lắm nha. Bà sư xin xua xin chủ. Đem cái câu chuyện đầu đuôi câu chuyện này nói ra cho rõ ràng ra. Nhiều nghĩa. Xin chào, chào bạn, cho mình hỏi thứ tự. Xuân xuy. Xuân xuy có nghĩa là thứ tự. Hoặc là xuân xuy phải liệt. Xuân xuy phải liệt có nghĩa là sắp xếp. Xếp nó thành thứ tự. Xếp nó thành thứ tự. Xin nghe tin kan bo fang de yin shen yin. Xiang yi xiang. Tin tin kan bo fang de shen yin xiang yi xiang. Ta men ke neng zai zuo shen me? Yao xiao zi. Xiao zi de shen yin ying gai shi jing cha zai zhi hui jiao tong. 有救护车的声音，应该是有人受伤了。我听到有车子喇叭的声音，下雨了，哗啦哗啦，还有人跑步声，应该下大雨了。好大的撞击声，发生什么事了？这些声音是怎么发生的？听听看，想一想，这个声音像什么？我觉得下雨的声音。原来是在教室，是模仿水声。想一想，利用身边的东西可以模仿出哪些声音？这些声音像打雷的声音吗？这个像什么？我可以模仿这个声音。cuốn sách này cũng sắp học hết rồi. Cuốn sách này sắp học hết rồi. Hello, mình vào học nha. Hôm nay Vân đổi chỗ coi. Hôm qua Vân cái chỗ kia Vân quay sao mà nó chói quá. Vân xem lại cái video Vân thấy nó chói. Vân thấy mọi người coi như vậy rất là mỏi mắt luôn. Hôm nay Vân đổi chỗ và Vân không mở đèn nữa. Tại vì đèn nó nằm bên trên cái máy nó rối dọi xuống á. Cho nên nó là rất là chói luôn. Nó chói thì mọi người coi rất là mỏi mắt. Cho nên là Vân nghĩ Vân nên đổi chỗ. Mà đổi thôi đổi luôn, không biết đổi đâu hết. Vân đổi ngay cái cửa sổ. Ngồi ngay cửa sổ này. Rồi không mở đèn, ngồi gần cửa sổ không mở đèn làm thử xem. Hello. Cả nhà ăn sáng chưa? Giờ này chắc mọi người đang đi làm, không giống Vân ở nhà. Mọi người lúc này giờ này chắc đang đi làm hết rồi, chuẩn bị ăn cơm trưa rồi còn ăn sáng gì nữa. Đúng không nè? Hey, cả nhà mình ơi. Ai rảnh thì vào học ha, ai đi làm thì nghe được thì nghe thôi chứ đừng có cầm điện thoại nha. Chú ý an toàn. Dạo này ra ít video, nãy Vân cố gắng làm hai cái video đưa lên. Đó những cái video đó những video cho cuộc sống á. Hai cái video nãy vừa mới đưa lên là cho cuộc sống người đài họ thường hay nói nhất. Và có những câu phải cần phải để ý nhất là cái câu tha rồi là tha rồi là câu này mang nghĩa người ta hỏi tha mình lê tha mình suy nã lì là ý có nghĩa là người ấy đã đi rồi đi về rồi đi đâu rồi hoặc là bỏ đi rồi gọi là tha rồi là nhưng trong cái cuộc sống mà có người trong ví dụ như là người đó quay về hỏi cái người đó đâu rồi mà người đấy qua đời rồi thì người kia cũng nói là tha rồi là rồi là có nghĩa là đã qua đời rồi vì thế dùng cái từ tha rồi là nó sẽ có mang hai nghĩa ha và quá dầu là quá dầu là câu quá dầu là cái câu này là tôi có rồi tôi có một cái gì đó ai hỏi mình có chưa mình nói mình có rồi tôi có rồi quá dầu là những cái quá dầu này nó còn mang một ý nghĩa là tôi có bầu rồi quá hỏi gì nữa quá dầu là thế thông thường mà bạn nói quá dầu là cái người kia sẽ chọc bạn người Đài Loan người ta sẽ chọc bạn ế ni dầu là chỉ có yêu là bạn có rồi hả mấy tháng rồi ni dầu là chỉ có yêu là
Bạn có rồi hả? Mấy tháng rồi? Có nghĩa là bạn có bầu mấy tháng rồi đó. Một câu nữa đó là "你最近过得不错哦." Cái câu này mang ý nghĩa là người ta nhìn thấy cái thành dự từ diện mạo của mình, thấy mình mập ra rồi, nõn nà mập mập ra rồi đó, người ta nghĩ mình có cuộc sống sung sướng rồi. Giờ này chắc có lẽ là sung sướng ăn rồi, không có làm gì hết cho nên đã mập lên. Vì thế họ nói cái câu này mang ý nghĩa là trêu chọc mình đó, chứ không phải là ấy đâu ha. Cho nên là dùng tiếng Trung có nhiều câu nó giống như tiếng Việt mình, một câu nó mang nhiều nghĩa. Đó. Rồi mình vào học nha. Chào, chào, xin chào em nè, chào Hoàng Anh. Ê. Số thứ tự. Hả? Nói số thứ tự nói như thế nào? Số thứ tự là em lấy số nào? Xuân xì hào mã. Xuân xì hào mã là số thứ tự. Xuân xì hào mã. Chào em, chào, xin chào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gì? Mấy cái sự số đó. Cái đó gọi là xuân xì hào mã. Bên chẳng bên lẻ. Bên chẳng bên lẻ là bên sao? Y bên chẳng su, ẩu su, tan su. Ẩu su, tan su đều có người nói hết. Chẳng su, song su đều có người nói hết. Song su ở đây là số 2 trở lên, 2, 4, 6. Những cái số đó trở lên. Song su, tan su. Tan su là những cái số đơn, song su là những cái số song. Ẩu su. Chú chẳng. Bên chẳng bên lẻ là sao? Bên chẳng bên lẻ. Không phân biệt được. Mấy bàn phả phân biệt. Mấy bàn phả phân biệt. Mấy bàn phả phân biệt là không phân biệt được. Yêu cô giáo chào, cảm ơn Bình An nha. Cảm ơn. Cảm ơn em nè. Hôm nay lười thả tóc xuống. Thả tóc xuống nó mệt quá. Cột lên lại. Dạo này tóc dài mà ông xã không cho cắt. Lúc nào mà đi cắt tóc về cũng bị ông la hết. Không cho cắt, không biết ông để làm gì. Tóc dài chỉ thấy nặng nề, nó mệt quá. Cảm ơn những clip dạy tiếng Trung. Cảm ơn em Bình An nha. Rồi, mọi người cố gắng học là Vân vui rồi. Chỉ có điều là Vân dạo này Vân phát hiện ra cái bụng Vân mập ra. Vân ăn xong Vân ngồi vậy, cái bụng của Vân nó mập ra rồi. Nhiều cái quần sọt không vô, kéo không lên rồi. Toàn rồi bố ơi. Hôm qua trước khi đi ngủ rồi bắt đầu tập thể dục, nằm trên giường tập thể dục, tập xong vài cái không được mấy cái nên ngủ khò rồi. Tập thể dục cái này chắc càng ngày càng lên cân. Ok. Ok Bình An nè. Đăng thôi nha. Đăng là được rồi. Chứ em đăng em chia sẻ cho mọi người học thì được, chứ đừng lấy ấy cái chị nha. Đừng có. Chị danh tiếng thì không có gì đâu á. Chị danh tiếng không có gì đâu. Đừng có ấy danh tiếng của chị là được rồi. Em đăng lên em chia sẻ cho mọi người học thì chị vui, chị yên tâm. Chứ đừng có bán cái này bán cái kia lấy danh tiếng của chị là được rồi nha. Chị mày không có gì đâu. Cho nên là làm gì cũng không được ít gì. Ok. Giãn cách viết chữ phồn thể đi. Một lát viết. Một lát viết nha. Ngày nào cũng viết mà. Chào chào chào. Ê, em chào chị nhé. Buổi live stream Bình An và bên gia đình bạn bè yêu thương. Cảm ơn Nhật An nha, cảm ơn em. Chị ơi, lấy chồng qua bên đó xin được công ty phỏng vấn dễ xin không chị? Lấy chồng qua bên này đi xin công việc ở công ty hả? Phỏng vấn dễ mà. Em lấy chồng qua bên này đi làm công ty rất là dễ, không có gì khó hết. Rất là dễ, dễ luôn. Dễ vô cùng. Trân chủ, 你要去争取你所有的权利啊.
Nhiều áo suy tranh chữ có nghĩa là đi đi lấy được những cái, ví dụ như là những cái gì nó thuộc về mình, những cái gì nó thuộc về mình mà em muốn bỏ lỡ cơ hội, không muốn đi tranh giành với người ta, không muốn đi tranh để lấy lại những cái có đó, đi tranh để lấy lại những cái quyền lợi đó cho mình, gọi là tranh chữ. Tranh chữ nhiều lúc trong công việc nè, trong hôn nhân, trong cuộc sống, trong cái gì đó mình đi tranh để lấy lại những cái quyền lợi của mình. Bé thở khò khè, bảo bảo hú xi, bảo bảo tự hú xi, dầu sơn yên, bảo bảo hú xi dầu sơn yên, có nghĩa là em bé, cái hơi thở của em bé có âm thanh, nói vậy người ta sẽ giúp mình. Bảo bảo hú xi dầu sơn yên, có nghĩa là cái hơi thở của em bé có tiếng, có âm thanh là bác sĩ biết à. Chị nhìn em phúc hậu, giọng nói dễ nghe. Dạ em cảm ơn chị Hồng Nhung. Em cảm ơn chị. Sáng giờ em luyện 214. Vậy đó hả? Trời ơi, tuyệt vời ghê. Người Việt mình ham học, chị cảm nhận điều đó luôn á. Người Việt mình rất là ham học. Rất là ham học luôn, cho nên là mọi người cố gắng đi. Chỉ cần có cơ hội học là chúng ta sẽ rất là thành công. Người Việt chúng ta không phải là nghèo, mà là tại vì chúng ta không, nói chung là nghèo về tiền bạc. Người Việt chúng ta nghèo về tiền bạc chứ không nghèo về tâm hồn, và nó kiểu như là mình thiếu thiếu người ta nâng đỡ, thiếu người ta đưa mình lên, hoặc là thiếu tiền để mà đi học tập giống như người nước ngoài thôi. Nếu như mà mình có cơ hội giống như người nước ngoài như thế này, được cha mẹ vun đắp, được cha mẹ cho ăn học đồ này kia, cuộc sống của chúng ta nó không có như thế này đâu. Chúng ta đều là những người tuyệt vời, chỉ có là chúng ta vì bươn chải với cuộc sống quá sớm, đi kiếm tiền để lo cho gia đình quá sớm, chúng ta bỏ việc học lo cho các đàn em về sau, cho nên cuộc sống của chúng ta nó thua ở người khác chỗ đó. Chứ thực chất mình chỉ cần mình có cơ hội, cuộc sống mình không thua ai hết. Chúng ta rất là giỏi về trong việc học luôn đó, nhưng mà tại vì chúng ta cứ muốn bươn chải với đồng tiền, cho nên chúng ta mới, tại vì một trong hai mà chọn, phải chọn một trong hai chứ làm gì mà đủ tinh thần, đủ sức khỏe và đủ thời gian để làm chung một lúc như thế được, đúng không? Nên là có nhiều cái hơi bị thiệt thòi, nhưng mà hãy bây giờ vẫn còn kịp. Nếu mà chúng ta muốn học cứ tàn tàn mà học vô, nhất định sẽ có nhiều cái kiến thức cho mình, và là càng nhiều kiến thức thì mình diễn đạt nó càng thành công hơn. Chính thêm mấy ở sân khơ mà dạ á dạ á vô chơi tận ta cha à sữa mô chi gọi là gì ạ? Sữa mô chi, sữa mô chi là gì em? Có dạy tại nhà không? Không em nè, chỉ dạy trên mạng thôi. Vì chiến tranh như ngày xưa không có tiền để theo học, vì chiến tranh cho nên ngày xưa không có tiền. Thì nói chung nhiều gia đình mình bên Việt Nam thì rất là nhiều ba mẹ khó khăn, gia đình nghèo khổ, có nhiều người rất giống như gia đình Vân hồi xưa là còn nhỏ, là còn Vân sống trong nghèo, nói chung trong cuộc sống rất là nghèo, nhưng mà vẫn thấy ngày xưa cuộc sống nghèo nhưng mà vui lắm, hạnh phúc lắm. Anh em xung vầy, mọi người xung vầy với nhau, hàng xóm láng giềng gặp nhau là chào hỏi, nhưng không như ở đây ra đường nhiều lúc cái hành lang ở trước nhà nó sát bên cửa, sát bên không không ai biết mặt ai, không có ai biết tên ai là ai luôn á. Nguyên một dãy nhà hàng xóm gì là ở một cái dàn lầu như thế này, là nhà sát 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 sát, mở cửa ra nhà còn cửa còn đụng nhau nữa đó. Vậy mà Vân không biết họ tên gì, họ cũng không biết Vân tên gì. Không biết ai biết mặt ai, mà không chào hỏi ai hết trơn, gặp mặt cũng không chào, còn nhiều lúc còn nhăn nhăn cái mặt nữa. Nhăn nhăn sao? Mày mở cửa lớn qua mày chặn đường tao rồi đó. Mày đóng khép khép lại. Cho nên là hả? Là Vân thấy ở đây cuộc sống ở đây nó không như Việt Nam mình. Việt Nam mình con thấy cuộc sống rất là hạnh phúc, và người nhiều lúc ở cách nhau 1-2 cây số còn biết, còn nhà nhỏ nhỏ đó con ai, con cháu ở nhà ai, người ta còn biết được. Còn đây không ai biết hết trơn á, đối diện nhà mà còn không chào hỏi nhau, nhiều lúc mình gật đầu mình chào người ta thôi còn ngó lơ. Người ta còn ngó lơ nữa, cho nên là cảm thấy cuộc sống này thiệt tình không biết sao mà nói luôn á. Em muốn học mà ngu quá, không phải em ngu đâu, tại em làm việc nhiều quá đó. Em cố gắng lên, cố gắng lên rồi từ từ em sẽ học được ha. Chị được ông chồng tuyệt vời, cảm ơn em nha. Nói chung cũng được, mãn nguyện. Cảm ơn em. Mua cái mền, ba chủ nói sữa mô xi không dịch giùm em. Mua cái mền ba, cái mền, mua cái mền bà chủ ba nói sữa mô xi. Sữa mô xi.
Sumoshi. Sumoshi. Sớm. Một cái mần sao sớm mô xì. Mày miễn bê. Mày miễn bê dẫn nha. Miễn bê bù hào mà. Sở mô tông xì. Sở mô tông xì là cái gì? Mày sở mô tông xì. Mày sở mô tông xì. Một cái gì? Mày miễn bê. Tô sảo chén. Bao nhiêu tiền? Chỉ có sở mô tông xì. Có làm gì có sở mô xì. Em học không có vào hả? Từ từ nó vào. Từ từ nó vào. Đừng có gấp. Từ từ nó vào. Nhất định nó sẽ vào. Ừ, nhưng mà từ từ. Tại vì biết sao? Em mới viết 214 bộ thủ. Em viết xong em nghĩ rằng mình có thể thuộc được khó lắm. Ừ, khó lắm. Em nghĩ là một lần là cho nó thuộc luôn khó lắm em mà. Ừ, không làm được điều đó đâu. Phải mấy tháng luôn á. 210 mấy bộ thủ đó, em phải học mấy tháng trời em mới có thuộc được nó. Ừ. Tức là cái mền tiếng Trung mãi mãi dịch được. À, mãi mới dịch được kha kha. Có dạy tiếng Trung không? Vân dạy trên trực tiếp nha. À, Vân dạy trên trực tiếp như thế này. Em học 3 năm không biết chữ gì chị ơi. À, em học tại trường đúng không? Em học tại trường hả? Cái đó là học tại trường nhiều lúc nó như vậy đó. Tại vì chúng ta học bằng với cô giáo người Đài Loan mà. Cho nên là với lại dù lúc đi học về em còn không có thời gian để học bài nữa đúng không? Học ở trường xong về sách để đó. Ngày dù lúc mình đi đi làm, mình phải đi làm lo gia đình. Tới ngày mà đi, tới bữa mà đi học thì cắp sách lên đến trường thôi. Nhiều lúc bài viết, bài tập ở nhà còn chưa viết nữa. Lên trường rồi gấp rút ngồi đó viết vài chữ. Đúng như vậy không? Như vậy rất là khó mà chúng ta học được nhiều chữ nha. Ừ, rất là khó. Chúng ta chỉ cần... ở trường học một số, chúng ta nghe không hiểu về, chúng ta coi lại thêm. Coi lại thêm cái bài cũ cô đã dạy và coi thêm một cái bài mới để chuẩn bị cô dạy. Ví dụ ngày mai bài mới, ngày mai cô dạy bài này chẳng hạn. Thì trước khi lên trường mình coi sơ qua, coi không hiểu cũng coi, coi sơ qua. Rồi cô giảng sơ qua một lần, cái đó giúp chúng ta mau hiểu hơn. Chứ chúng ta đem sách về, chúng ta dục ở đó. Rồi đi làm xong về công việc vợ chồng, con cái, nhà cửa dọn dẹp cho đã xong mệt quá. Thôi cũng cấp sách đi học. Đi học tới trường nhiều lúc, ai chết chà, về cũng đâu có viết bài đâu. Thì về nhà cũng không viết bài, cũng không dở sách ra, đâu có ôn lại được cái gì. Đúng không? Đâu có ôn lại được gì. Thì chúng ta, nó cứ như vậy liên tục hoài như vậy. Không nhồi được cái gì hết trơn á. À, trước tiên là đi học về là có thời gian mà nghỉ có thời gian rất là ít. Có khi nào mà có thời gian. Cả ngày bận biểu, làm vợ người ta đâu có dễ, đâu có khi nào mà có thời gian đâu. Nhưng mà nhiều lúc có được thời gian thì cứ dở sách ra, viết vài chữ. Coi sơ qua bài mới, cô giảng qua một lần, nhanh hiểu hơn. Ừ. Nếu có một người có tâm thì xin quay sang nói tảng là gì ạ? Thì xin quay sang nói tảng là gì em? Nếu nói về một người có tâm thì xin quay sang nói tảng là sao em? 如果说一个有心的人, suy cơ hình dung xin, hình dụ xin, hình dụ ai xin đờ rỉnh. Y cơ rỉnh, suy cơ hình dụ ai xin đờ rỉnh. Một người có rất là có tâm, có lòng nhân ái rồi đó. Ừ. Cái mền quẩn trang, quẩn trang, quẩn trang không phải. Quẩn trang ở đây là cái màn, cái mồm, cái mền. Không phải. Cái mùng, bên Việt Nam, bên Nam vẫn gọi là cái mùng để mà che, để mũi khỏi vô á. Cái đó gọi là quẩn trang. Quẩn trăng. Còn cái mền gọi là mềm bề. Mềm bề, cái chăn, cái mền đó. Mình đắp á, cái đó gọi là mềm bề. Hoặc bề zi. Mềm bề hoặc bề zi. Bề zi với bề zi nó khác nhau nha. Bề zi là cái mền. Còn bề zi. Bề zi âm thứ nhất, âm nhất. Còn cái mền là âm tư. Bề zi. Bề zi. Còn cái kia là bề zi. Bây zi, cái ly uống nước gọi là bây zi. Nó khác nhau nha. Hey, sơ mơ xì. Hình có phải kháng khuẩn không? Có phải kháng khuẩn không? Kháng là sao? Xem như mà người ta bán cối, người ta cũng nói sơ mơ xì. Sơ mơ xì. Như sơ mơ xì có thôi mà. Sơ mơ xì chuyện gì? Ừ, chuyện gì? Xào xa. Xào xa. Phải xào. Xì yao xa.
xào xá. Phải xào sao? Sao các em biết cái đó chị đọc không ra luôn vậy? Hả? Khó quá hả? Nói một người loạn chi ba chao, mấy ní yếu thán. Chẳng ý cái đến loạn chi ba chao, một người mà đó nó người ta mang người đó loạn chi ba chao là lộn xộn tùng nghèo đó. Cái người đó rất là nhiều lúc là họ nói đùa thôi. Nhiều lúc họ nói đùa, nghĩa hình loạn chi ba chao có nghĩa là bạn lộn xộn xí ngầu cả lên, không giống ai hết. Hoặc là trong cuộc sống cái người đó cũng không được nề nếp cho lắm thì họ cũng nói loạn chi ba chao. Có nghĩa là lộn xộn xí ngầu cả lên. Đúng rồi. Mày ngủ trang. Quấn trăng ở đây là cái mùng đó, cái mùng lưới mà chúng ta vắt để muỗi khỏi vô đó, khỏi vô để cắn cắn chúng ta đó, cái đó là gọi là quấn trăng nha. Ê, khủng bố có nghĩa là khủng bố theo nghĩa Hán Việt, có nghĩa là ghê quá, ớn quá. Ví dụ như đi ngay ra nghĩa địa chẳng hạn, đi ra ngoài nghĩa địa người ta rất là sợ, rất là sợ, và trong lòng người ta nói ấy dù cho đi hậu khủng bố, là ở đây khủng bố quá, ở đây đáng sợ quá, gọi là khủng bố. Vậy đó. Rồi, ok. Quay qua. Vân ngồi đây cho có lẽ là Vân phải quỳ lên Vân mới biết được. Tại vì ngồi đây không có ghế. Chứ đêm ngày hôm qua Vân coi lại cái video Vân cảm thấy hơi buồn. Nó chói, nó làm cho mọi người coi không thấy gì. Vân cảm thấy rất là buồn. Hết sao à? Cái này trước đi. Mình vào bô phô mơ trước đi rồi mình vào cái kia sau. Đó. Cũng vậy ha. Màu đen này là màu của bên Đài Loan họ dùng. Còn màu màu đỏ là của bên Trung Quốc họ dùng. Bơ. Bơ. Rồi, cũng chói. Để Vân canh cho đàng hoàng cái đó. Vân kiếm không được chỗ luôn á. Cái màu mực nó lên nó chói đúng không? Cái màu mực nó lên nó chói. Không. Như vậy có tối quá không cả nhà? Như vậy có tối quá không? Để Vân viết ra thử coi. Đây là chữ bơ của Đài Loan. Đây là chữ bơ của Đài Loan và đây là chữ bơ của Trung Quốc. Sau đó mình đổi qua chữ phơ. Thơ. Phơ. Như vậy được đó hả? Hảo, ok. Đây là phơ. Phơ này bên Trung. Họ viết chữ này. Phơ. Sau đó mình đổi qua mơ. Mơ. Chữ mơ này bên Việt Nam mình có chữ m thì bên Trung họ viết giống như chữ m của chúng ta nhưng họ đọc mơ. Mơ. Hảo. Phơ. Chữ phơ này đọc như phở phở của Việt Nam mình. Việt Nam mình đọc phờ còn họ đọc phơ. Phơ. Chữ phơ này bên Trung họ viết như thế này. Phơ. Phơ. Hảo. Mình đổi qua chữ tơ. Đây là chữ tơ của Đài Loan viết như thế này. Chữ tơ. Thì bên Trung họ viết chữ này ha, cho nên chúng ta phải để ý. Chữ tơ này tương đương với chữ tờ của Việt Nam mình. Tương đương với chữ tờ. Thì họ đọc là tơ. Tơ. Sau đó mình đổi qua chữ thơ. Từ đây kéo qua ba nét tất cả. Việt Nam mình có chữ thờ. Việt Nam mình có chữ thờ. Họ đọc là thơ. Thơ. Đó. Chữ này bên Trung họ viết chữ này.
Sau đó mình đổi qua chữ N. Từ đây kéo qua. Đây là chữ N của Đài Loan viết thế này. Chữ này đọc N. N. Thì bên Trung họ viết giống như chữ của chúng ta. Chúng ta đọc là chữ N. Bên này họ đọc N. Theo nghĩa chúng ta bỏ vô quyền đi là ra nó. Hảo. Đổi qua chữ L. Từ đây kéo qua. Bên này kéo ra. Đây là chữ L của Đài Loan viết thế này. Chữ L của Trung Quốc họ viết thế này. Việt Nam mình có chữ L. Có chữ L. Hả? Sau đó mình đổi qua chữ cơ. Từ đây kéo qua hai gạch như thế. Đây là chữ cơ của Đài Loan viết thế này. Còn chữ cơ của Trung Quốc nó tương đương với chữ cờ của chúng ta. Họ đọc là cơ. Cơ. Đó. Mình đổi qua chữ khơ. Một. Hai. Đây là chữ khơ của Đài Loan. Và đây là chữ khơ của Trung Quốc. Chữ này Việt Nam mình có chữ khờ. Chữ khờ. Họ đọc là khơ. Khơ. Đó, mình đổi qua chữ hơ. Đây là chữ hơ của Đài Loan. Và đây chữ hơ bên Trung họ dùng. Việt Nam mình có chữ hờ. Họ đọc là chữ hơ. Hơ. Sau đó mình đổi qua chữ chi. Đây là chữ chi của Đài Loan. Và đây là chữ chi của Trung Quốc. Việt Nam mình có chữ CHI. 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 Chi đó không uống lưỡi. Chi. Đó. Mình đổi qua chữ chi. Chi. Chữ này bật hơi ra. Việt Nam mình không lấy chữ nào, không biết chữ nào lại lấy ra nó hết. Vì không có chữ nào đọc bật hơi, đọc đầu lưỡi. Phần này chữ này sẽ đọc bằng phần đầu lưỡi của chúng ta. Đẩy hơi ra. Chi. Chi. Chữ chi này bên Trung họ dùng chữ này. Chi. Em muốn học thì em bắt đầu từ đây với chị trước đi. Ở đây đi. Ở đây bạn chữ cái ngày nào chị cũng làm, chị đang làm đây. Em cứ học ở đây đi, rồi lát nữa em rảnh em vào kênh YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài. Em học từ dưới học lên nha. Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài. Bên đó có cái danh sách phát học tiếng Trung. Em vào trong đó em bấm từ dưới em học lên. Nhất định sẽ học rất là nhiều bài nha. Hảo. Bây giờ các bạn chữ cái của tiếng Trung đây là giống như A bờ cờ của Việt Nam mình vậy đó. Học tiếng Trung là phải học bản mẫu này. Đó, mình đổi qua chữ chi. Chi. Chữ này đọc chi. Sau đó chữ này nhẹ hơn. Chữ này Việt Nam mình có. Mình lấy cái chữ S không uốn lưỡi á. S không uốn lưỡi cộng với chữ Y vào. Chữ này bên Trung họ dùng chữ này. Chúng ta cộng thêm chữ Y vào. Chi. Chi. Sau đó mình đổi qua. Đây là ba âm kéo âm Y. Các âm này trở lên kéo âm Ơ. Bây giờ có bảy âm kéo âm Ư. Vì thế chúng ta mới cảm thấy tại sao mà chữ của họ giống nhau. Không phải tại vì chúng ta chưa phân biệt được. Chúng ta nghe âm Ơ, âm Y và âm Ư. Thì chúng ta cảm nhận nó giống nhau. Tại vì họ thêm những cái âm đó về phía sau. Chúng ta có bốn âm uốn lưỡi. Âm này trờ tre. Việt Nam mình có trờ tre. Nhưng họ phía sau họ kéo theo chữ Ư. Chi. Chi. Chữ này bên Trung họ dùng ZH. Chi. Chi. Sau đó mình đổi qua chữ chi. Chữ này Việt Nam mình cũng không có luôn. Chữ này bên Trung họ dùng CH. Chữ này đọc chi. Chi. Chữ này chúng ta uốn lưỡi lên và đọc bật hơi ra. Nó sẽ ra từ đầu lưỡi. Nó sẽ ra từ đầu lưỡi. Tại vì uốn lưỡi lên nó còn ra từ đầu lưỡi thì cái chữ nó sẽ ra khác. Chi. Chi. Sau đó mình đổi qua âm chi nhẹ hơn. Chữ này Việt Nam mình có chữ S như thế này cộng với chữ Ư phía sau. Sư. Bên Trung họ dùng chữ này. Sư. Đó, mình đổi qua chữ R. Từ đây gạch qua, chấm đây một cái, đóng lại. Đây là chữ R. Xin chào, xin chào. Chữ R này Việt Nam mình có chữ R. Chúng ta kéo thêm chữ Ư phía sau. Đài Loan, Trung Quốc họ dùng chữ này. Chúng ta kéo thêm chữ Ư phía sau. Tại vì họ có kéo thêm chữ Ư. Chữ, chữ. Sư, rư. Bây giờ có ba âm không uốn lưỡi. Ba âm không uốn lưỡi nhưng vẫn kéo chữ Ư phía sau.
Âm đầu tiên đó là âm chữ C, đọc theo tiếng Việt của mình là C H U. Ờ, cái này là C H I G G. Cái này là C H U z z. Ờ, z. Chữ này bên Trung họ dùng chữ Z. Bên Trung họ dùng mỗi chữ Z không thôi. Chữ này Z H là uốn lưỡi, chữ này Z không cần uốn lưỡi. Sau đó chúng ta đổi qua âm ch, gạch đây, kéo xuống. Đây là chữ ch của Đài Loan. Ừ, Đài Loan họ dùng chữ này. Nó lại làm mờ của Vân nữa đó. Chữ này chúng ta đọc ch, bật hơi. Ch, chữ ch này bên Trung họ dùng chữ c không. Hảo, chữ này chúng ta đổi qua âm nhẹ thôi. Ch. Sư, tại vì nó kéo theo chữ ư phía sau cho nên chúng ta cảm nhận được nó giống nhau. Ờ, chữ này bật hơi. Sư, 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 sư. Nó đọc bằng đầu lưỡi của chúng ta thôi. Tại vì chúng ta thẳng lưỡi ra và cái hơi nó sẽ đẩy ra từ đầu lưỡi. Coi chúng ta đẩy mạnh hay đẩy nhẹ thôi thì cái âm nó khác nhau. Chữ này thì đẩy nhẹ đọc sư. Bên Trung họ dùng chữ S. Ừ, sư. Còn cái này đọc sư. Zi, còn này uốn lưỡi lên. Zi, zi là nó ra khác liền à. Ừ, nó ra cái âm khác hoàn toàn liền chứ không phải là giống như chúng ta nghĩ rằng nó giống nhau đâu ha. Hảo. Đổi qua âm i và âm u với âm y. Ba âm này Vân vứt viết là một lần, viết cùng một lúc. Tại vì sao? Tại vì ba âm ghép Vân viết cùng một lúc cho mọi người dễ nhớ. I, u, y. Ừ. Y, u, y. Chữ y của Đài Loan viết như thế này. Chữ y bên Trung họ có hai cách viết. Khi đứng một mình họ sẽ dùng y dài cộng với y ngắn. Khi đứng phía sau người ta họ sẽ trở thành y ngắn. Đứng phía sau các âm performer khác á, họ sẽ trở thành y ngắn. Sao mà nó vẫn làm mờ của Vân. Y, u, y. Chữ u của họ khi đứng một mình họ sẽ đổi w, u. Còn đứng phía sau các âm performer khác họ sẽ đổi lại chữ u bình thường. Cho con coi phô tờ ý với ạ. À. Phô tờ ý là gì con? Phô tờ ý là gì? Đó. Đây là chữ y. Chữ y này khi đứng một mình hai chữ. Còn đứng phía sau âm performer khác, họ chấm hai chấm trên đầu để tránh trường hợp nhầm lẫn với chữ u. Ờ, chữ y có hai cái chấm trên đầu, chữ u không có. Đó. Y, u, y. Y, u, y. Toàn bộ giấy á, viết xong rồi cho con coi nha. Viết xong cho con coi. Đó, mình đổi qua chữ O. Chữ O. Chữ O của Đài Loan viết như thế này. Ở đây một gạch, đây kéo xuống, đẩy qua. Đây là chữ O của Đài Loan. Chữ O của Trung Quốc họ viết như thế này. O. Sau đó đổi qua Ơ. Ơ. Chữ ơ này, nó lòi cái đầu ra, chữ này bên dưới kéo xuống, nó khác ha. Cho nên chữ này bên Trung họ viết như thế này. Chữ này khi đọc, cái lưỡi kéo vào trong. Ơ, ơ. Hảo, đổi qua chữ e. Đây là chữ e của Đài Loan. Chữ này đọc. E. Đáng lý ra họ viết như thế này, chứ không có dấu đâu. Nhưng 12 dấu này giống nhau. Lúc này có dấu để phân biệt. E, e. Họ đổi quá. Ai. Ai. Đây là chữ ai của Đài Loan viết như thế này. Chữ ai này Việt Nam mình cũng có. Bên Trung họ viết giống như tiếng Việt của chúng ta. Ai. Ai. Họ đổi quá. A. Chữ này phía sau có kéo theo chữ y. A. A. Bên Trung họ viết như thế này. Rõ ràng nó có chữ y. Họ đổi qua chữ ao. Chữ ao của Đài Loan viết như thế này. Chữ này đọc ao. Việt Nam mình có ao giống như là bên Trung họ viết tương đương với Việt Nam chúng ta. Ao. Ao. Đổi qua âu. Đây là âu của Đài Loan viết như thế này. Việt Nam mình có chữ ớ u âu tương đương với nó đó. Bên này đọc âu. Âu. Ở đằng sau có kéo theo chữ u. Đó. Đổi qua chữ an. Chữ này đọc đẩy lưỡi lên trên. An. An.
Chữ An này Việt Nam mình có chữ An toàn tờ An, bên Trung họ viết gần như tiếng Việt. Chữ này đọc An, An, hả? Sản tên ân, đọc theo cách Đài Loan, tại vì cái chữ nó viết giống như là tia chớp điện, xẹt một cái như thế này, người ta gọi là sản tên ân, để lưỡi lên trên, ân, ân, bên Trung viết chữ này. Hả? Mình đổi qua chữ ân, chữ này nó bị cách ở chỗ này để cho chúng ta phân biệt trên dưới. Đây là chữ an, đọc đẩy lưỡi lên trên, an. Còn đây đọc ân, ân, đọc thẳng lưỡi, cái lưỡi hơi để giữa và đọc ra từ cổ họng, ân, ân. Bên Trung họ viết như thế này, chữ trên và chữ dưới cách nhau chữ eg. Sau đó đổi qua chữ ân, ân, chữ này cũng thẳng lưỡi, đọc từ ra từ vùng cổ họng. Chữ này đọc ân, chữ này đọc ân, ân. Bên Trung họ dùng chữ này. Hảo. Sau đó mình đổi qua chữ R. Từ đây kéo qua. Đây là chữ R của bên Trung. Ở bên Đài Loan họ dùng. Đài Loan họ dùng chữ này. Bên Trung họ dùng chữ này. Ở đằng sau nó kéo theo chữ R. Vì thế nó mới kêu chúng ta là, cái chữ này mới gọi kêu chúng ta là đọc cách uốn lưỡi lên trên. Tại phía sau nó đã kéo chữ R. Chữ này chúng ta đọc chữ ơ, kéo uốn lưỡi lên thì nó sẽ ra R, R, R. Rồi, chúng ta hết chữ rồi đó. Chúng ta đi ghép âm I, U, Y lúc nãy. Chứ từng ghép âm Y trước. Y, Y ghép với âm A. Bây giờ là hai âm ha, tại vì nó là âm ghép. Y, A ta đọc là da. Ia da, Đài Loan đứng trước hay đứng sau nó đều như vậy, nó không thay đổi. Ia da của Đài Loan như thế này. Còn Ia da của Trung Quốc có hai cách viết. Khi đứng một mình, Y họ sẽ đổi lại thành Y dài. Ia da. Còn đứng phía sau các âm khác, Ia da họ lại trở thành Y ngắn. Ie ye, đây là âm Y ghép với âm E. Ie ye, Ie ye. Y lúc này đổi Y dài, E thêm vào. Còn đứng phía sau người ta, ie ye lại trở thành như thế này. Hảo, chúng ta đổi qua i ao kết hợp i ao, ta đọc là giao. I ao giao, i ao giao khi đứng một mình, ao này hai chữ điền vào. Còn đứng phía sau các âm performer khác, i ao giao lại trở thành như thế này. Đó, tiếp theo âm y, y ghép với o, y o ta đọc là vô, y o vô, y o vô. Chữ y này lúc nãy y dài, o này hai chữ điền vào. Còn đứng phía sau người ta y trở thành y ngắn, o bỏ đi viết chữ u xuống thôi, đọc yêu, yêu, yêu. Sau đó đổi qua âm y ghép với âm an. Y an ta đọc là yên. Y an yên. Y an yên. Y bên Trung đứng một mình đổi y dài, an này hai chữ điền vào. Y an yên. Chị ơi, bận một tí. Ok em nè. Hả? Y an yên. Đứng phía sau các âm khác, họ đổi thành y ngắn. Y ghép với sàn tên ân. Y ân, đẩy lưỡi lên. In, y ân, in. Việt Nam mình có in là in đó. Y này là hai chữ, lúc này họ dùng hai chữ. Ân này có chữ e, bỏ đi rồi, viết mỗi chữ n vào. In. Còn đứng phía sau người ta, viết in là in giống như Việt Nam mình. Việt Nam mình đọc là in là in, nhưng họ không đọc in là in, họ đọc y ân. Y ân, in. Y ân, in. Đó, chúng ta đổi qua âm y ghép với âm ân. Y ân ta đọc là giang. Y ân giang. Y đổi y dài, ân này ân ngà ân điền vào. Giang. Còn đứng phía sau người ta, y ân giang lại trở thành y ngắn. Đó, chúng ta ghép tiếp âm y với lại ân. Y với lại ân dùng sức từ cổ họng. Y ân
Chị ơi, sao lưu video về học được? Video này dài quá, em lưu không được đâu. Em qua kênh YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài xem nha. Y ân yên, y ân yên. Bên Trung có hai cách viết y. Y lúc này là hai chữ. Ân này có chữ e bỏ đi rồi, viết mỗi chữ ng vào thôi. Còn đứng phía sau người ta, họ viết y ngờ yên. Nhưng họ không đọc y ngờ yên, họ đọc y ân. Y ân yên hả? Hết y rồi chúng ta đổi qua âm u. U ghép với a, u a qua. U a qua. Kênh YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài, em vào kênh đó em bấm vào danh sách phát, coi từ dưới coi lên nha em nha. Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài có danh sách phát ghi là học tiếng Trung, em coi từ dưới coi lên. U a qua. Chữ u lúc này họ đứng một mình, phía trước không có các âm khác thì chữ u họ sẽ đợi w. A điền vào. U a qua. Khi đứng một mình. Còn u a qua khi đứng phía sau người ta. U a qua. Chị viết xong cho em chụp lại. Ok. U ghép với ô. U ô u u u u. Chữ u lúc này đổi w, o thêm vào. Còn đứng phía sau người ta, u o u lại chuyển thành chữ u như thế này. Hảo. Mình đổi qua u u ghép với ai. Đây là u, mình đi ghép với ai. U ai ta đọc là y. U ai y khi đứng một mình. U ai y khi đứng phía sau người ta. U ai y. Chúng ta đổi qua u ghép với a. U a quay. U a quay, chữ u lúc này là đổi w, a hai chữ điền vào. U a quay. Còn đứng phía sau người ta, u a quay lại trở thành như thế này. Hảo, chúng ta ghép với u với lại an. U an ta đọc là quan. Quan. Thái quan tao là Đài Loan đến rồi. Thì cái từ quan, Thái quan, từ quan các bạn hay thấy chữ này, tại lúc này nó đứng một mình, họ sẽ dùng W. Dùng W để điền vào. U an, quan. Hảo, còn đứng phía sau người ta, xì hoan, tờ hoan, họ sẽ dùng chữ hơ ở phía trước. U an, quan, điền ra phía sau là dùng cái chữ U giống như Việt Nam mình. U an, quan. Sau đó mình đổi qua U ghép với lại in. U in ta đọc là quên. Quên đẩy lửa lên trên. U in quên. Quên. Chữ U lúc này đổi W. In này có chữ E điền vào luôn. Quên khi đứng một mình nó ra như thế này. Còn nó đứng phía sau người ta, U trở lại bình thường, E bỏ đi viết N xuống thôi. Quên đứng phía sau lại viết như thế này. U ghép với ăn. U ăn ta đọc là quang. Quang. Xin quang họ Vương. Xin quang là họ Vương thì họ đọc âm hai quang, đọc lên quang. Còn lúc này họ đọc quang. Quang tại vì họ, lúc này là âm thứ nhất. W a ngờ ăn quang. Còn đứng phía sau các âm khác thì u ăn quang lại trở thành chữ u như thế này. Hảo, chúng ta đẩy qua âm u ghép với lại ân, dùng sức từ cổ họng. U ân ta đọc là quân. Quân. Lúc này có chữ e họ điền vào luôn. Quân. Còn đứng phía sau người ta, chữ u gặp phải em này biến thành chữ o, e bỏ đi viết vào. Viết thì viết o ngờ ông nhưng vẫn đọc u ngờ ung theo tiếng Việt, giống như tiếng Việt mình đọc u ngờ ung vậy đó. Họ đọc ung. Tông chua. Công chua. Tông chua. Từ thêm chữ tơ vào, âm thứ tư vào đọc tông chua, động tác. Công chua, công tác. Họ đằng sau có kéo thôi. Ung 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 ung. Còn đứng trước đọc quân. Quân. Hả? Đổi qua âm uy. Âm nào mà ghép tới âm ân này là hết rồi đó. Uy ghép với e. Uy e ta đọc là dê. Uy e dê. Uy e dê. Uy lúc này là hai chữ nhưng mà họ nhớ là y dài ha. E điền vào. Y e dê. Còn đứng phía sau người ta, chữ uy là trở thành như thế này. Chấm hai cái trên đầu để làm dấu. Nó không phải là chữ u.
mình là đọc là chữ uy. Uy e, yue, tại vì nó hình màu màu diện của nó rất là giống chữ u cho nên họ phải làm dấu. Uy e, yue, uy an kết hợp. Uy an ta đọc là duyên. Uy an duyên. Y duyên, bệnh viện. Duyên trạng, viện trưởng. À, từ đó. Duyên, uy lúc này hai chữ. An hai chữ điền vào khi đứng một mình. Nó như thế này. Còn nó đứng phía sau người ta, uy làm dấu. An này điền vào. Duyên. Ừ. Uy an duyên. Uy ghép với lại sản tên ân. Uy ân. Chị like mỗi ngày vào lúc 10 giờ rưỡi. 10 rưỡi tới 1, 2, 3 giờ chiều ha. 2, 3 giờ chiều gì đó. Thứ bảy chủ nhật chị like tối. Đợt này chị cố gắng like 7 giờ tới 10 giờ xem sao. Thứ bảy chủ nhật like sớm sớm cho mấy đứa nhỏ nó được nghỉ luôn. Y ân ta đọc là duyên. Y ân duyên. Ví dụ như là bãi duyên mây trắng nè. Hủng duyên hồng vân. Hoặc là hoài duyên. Hoài duyên ở đây là co bầu. Chữ này đọc, lúc này đọc duyên. Ví dụ như duyên chơ. Duyên chơ. Duyên chơ, cái từ duyên đó là âm thứ nhất đó. Duyên chơ là xây xe nha. Chữ y lúc này hai chữ. Chữ n bỏ chữ e đi rồi. Viết mỗi chữ n vào. Còn đứng phía sau người ta, uy chấm hai chấm trên đầu. Chữ n điền xuống. Duyên. Nó như thế này. Hảo, chữ cuối cùng. Uy ghép với lại chữ ân, dùng sức từ cổ họng. Uy ân. Dùng. Chữ uy lúc này phía sau chữ u. Gặp phải em này biến thành chữ o. Chữ này có chữ e bỏ đi rồi. Viết mỗi n vào thôi. Dùng. Còn đứng phía sau người ta sẽ đổi thành y ngắn. Đây là chữ dùng. Chị ơi. Rồi em nào nói muốn chụp lại. Muốn chụp lại chụp nha. Chia làm hai phần để chụp chi. Chứ các em chụp một lần nó sẽ không có rõ đâu. Tại vì sao? Tại vì nó dài quá. Nó dài quá các em muốn chụp không có rõ đâu. Để chị ấy là chị em chụp. Này các em chụp ra làm hai phần đi. Ni hao. Được chưa? Ú xin là vô tâm. Ú xin là vô tâm. Nhưng cái vô tâm này có nghĩa là 我是无心的. 我是无心的 có nghĩa là tôi không cố ý đó. Tôi vô tâm, tôi không cố ý đó. Đây là phần 2 em nè. Em viết tới đâu em nhìn nha. Phần 1 với phần 2 có lẽ là sẽ chụp dính như một số từ để em chụp rồi. Vì thế em phải xem là em viết tới đâu rồi. Cho nên em nhảy qua nha. Chụp thì về để cho em dễ chụp thôi. Ok, rồi. Rồi, mình vào sách đi. Giờ còn chói nữa không? Vẫn chói. Nó vẫn chói. Hôm qua mình học tới bài này, nhưng mà như là chưa có viết. Chưa có viết tới nó. Lát nữa mình coi mình viết tới đâu rồi. Hình như hôm qua mình viết tới đây tới hoàn thành luôn rồi. Tôi viết tới cái chữ hoàn thành này rồi. Hôm nay mình sẽ coi cái phần này. Thinh thinh khan. Nghe thử xem. Thinh
thiên khăn. Thiên thiên khăn, chúng ta đọc từ đây. Thiên thiên khăn, bố phân. Bố phân ở đây là mở ra, phát ra, gọi là bố phân. Thiên thiên khăn có nghĩa là nghe thử xem. Bố phân tự yên yue, có nghĩa là những cái sân yên. Sân yên là những cái âm thanh, chữ này đọc sân yên. Sân yên là những cái âm thanh mà họ được lưu lại, hoặc là những cái âm thanh bên ngoài người ta phát ra. Những cái âm thanh nó mở được mà đụng va chạm các, như là chúng ta đang ngồi đây, chúng ta nghe ngoài đường, người ta đang chạy xe nè. Rồi tiếng còi, tiếng chim đồ nè. Cái đó là nó đang được mở ra, phát ra, được gọi là bùa phân. Nhưng mà thật chất nó không có được ai phát ra hết, mà nó do va chạm, là do xe, là do những cái bên ngoài nó có những cái âm thanh gì đó, ta gọi là bùa phân. Ta tưởng tượng ví nó như là đang ở trên, trong một cái máy radio đang phát ra chẳng hạn, hoặc là trong tivi, hoặc là trong đó phát ra. Xiang yi xiang, suy nghĩ, ta men ke neng zai zuo shenme, họ có khả năng đang làm việc gì đó. Xiang yi xiang, ta men ke neng zai zuo shenme. Nghĩ thử xem có thể là họ đang làm gì đó. Họ câu tiếp theo. Yǒu shào zhì. Sao chữ ở đây là cái còi. Cái còi mà người ta thổi á, đưa lên miệng còi khuyết 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 á. Cái đó là gọi là sao chữ tờ sân yên. Dầu sao chữ tờ sân yên. Có tiếng sáo, có tiếng còi. Có tiếng còi. Còi này là cái còi thổi ha. Cái còi mà cái kèn. Việt Nam mình kêu là cái kèn hay cái còi đó. Để lên cái miệng mà thông thường mà chúng ta mấy ông trọng tài ổng hay cầm trên miệng ổng thổi đó. Cái đó là cái còi hay cái kèn. Mình cũng quên là tiếng Việt nó là gì đó. Mà cái ông này là ông cảnh sát, ông đang dùng. Yên gai sư chỉnh xã chai chỉ huy giao thông. Có lẽ là cảnh sát đang chỉ huy giao thông. Đang chỉ huy giao thông. Thông thường buổi chiều, xế chiều hoặc là buổi sáng, công an phải đứng ở ngoài đường để chỉ huy giao thông, để không bị tắc nghẹt xe. Thì trên miệng của ông có cái còi. Có cái còi. Sao chị hiểu được nghĩa vậy? Đương nhiên phải hiểu được mới chỉ được chứ em. Chị không hiểu nghĩa làm sao chị chỉ các em được. Dù sao chữ tờ sơ nhìn, có tiếng còi, có âm thanh của cái tiếng còi đó. Hình như là cô, ví dụ như chúng ta đang ngồi đây mà chúng ta nghe ở ngoài đường có tiếng còi kêu, là chúng ta nghĩ rằng hình như là chú cảnh sát, chú đang chỉ huy giao thông. Chỉ huy giao thông có nghĩa là chỉ huy giao thông. Chỉnh xã, hai chữ này là công an. Yên cai ở đây có lẽ nên. Có nên. Yên cai sư có lẽ là công an đang chỉ huy giao thông. Hảo. Và câu tiếp theo. Yǒu jiù hú chē de shēng yīn. Yǒu là có jiù hú. Jiù hú chē. Ở đây là xe cứu hộ. Xe cứu hộ. De shēng yīn có nghĩa là có tiếng. Có tiếng của xe cấp cứu. Xe cứu hộ đó. Yīn gài shì yǒu rén shǒu shāng lè. Có lẽ là có người bị thương rồi. Shǒu shāng ở đây là bị thương ha. Yên gai sư có lẽ là rến sâu sơn là người ta bị thương rồi đó. Thì nghe cái tiếng được, cái tiếng này gọi là chiêu hù chơ. Đây là chiếc xe này gọi là chiêu hù chơ. Chiêu hù chơ. Chiêu hù chơ. Xe cấp cứu. Và chú chỉnh xã. Công an đây. Chỉ huy giao thông là đang chỉ huy giao thông. Đó. Và bên này. Wǒ tīng dào yǒu chē zhì. Lạ ba sơn yên. Tiếng còi của xe hoa xe cứ ba bi 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 bi. Cái đó gọi là lạ ba. Lạ ba tờ sơn yên. Âm thanh của tiếng còi chứ xe mà nó bấm còi đó. Wǒ tīng dào là tôi nghe thấy. Yǒu chē zhì có xe. Lạ ba tờ sơn yên có nghĩa là có tiếng còi xe. Có âm thanh, có tiếng của còi xe. Hảo. Tiếp theo. Xia yu lờ. Xia yu lờ có nghĩa là mưa rồi. Cô bé này nói, xa yu lờ, có nghĩa là mưa rồi. Hoa la, hoa la, hoa la, hoa la là tiếng mưa rơi. Âm thanh của mưa rơi. Hải dầu rấn, hải dầu rấn mệnh. Ở đây là không phải một rấn là một người, mà rấn mệnh là rất nhiều người. Hải dầu rấn mệnh, pào bù sơn. Còn tiếng âm thanh của người ta đang chạy bộ nữa. Tại vì trời mưa rồi, cái người ta chạy cho lẹ đi kiếm chỗ núp. Vì thế các bạn hãy nghe được tiếng âm thanh từ tiếng chạy bộ của con người. Gọi là rỉnh mệnh. Hải dầu rỉnh mệnh pào bù sơn. Yên gai sư xa đà yu lờ. Có lẽ là mưa lớn rồi, cho nên là tiếng
chạy bộ cộng với tiếng nước nó sẽ bụp bụp tẩm tẩm rồi đó. Các bạn ấy nghe thấy cái âm thanh đó, vì bài này là bài nói về âm thanh mà. Các bạn ấy đang nghiên cứu về những cái âm thanh được phát ra ở bên ngoài. 好大的撞击声, 撞击声 có nghĩa là va chạm, cái âm thanh va chạm đụng vào nhau. 发生什么事了? Có lẽ là ở ngoài có âm thanh cái gì đó va chạm vào nhau rất là to tiếng, chẳng hạn như xe nè. Không hy vọng là có xe đụng, nhưng mà những cái va chạm, những cái choang chỉ có nghĩa là những cái gì đó va chạm vào nhau, cái âm thanh phát ra rất là lớn, gọi là hào ta, hào ta tờ, âm thanh rất là lớn. Choang chỉ có nghĩa là những cái gì đó va chạm vào nhau, xe nè, hoặc là những cái gì đó người ta gõ vô để phát ra cái âm thanh đó. Và cậu bé nói, fa sheng shenme shi le, xảy ra chuyện gì rồi, xảy ra chuyện gì rồi. Câu tiếp theo, 这些声音是怎么产生的? Những cái âm thanh này làm sao nó sản sinh ra được, làm sao nó có được đó. 这些 là những 声音 là âm thanh, 是怎么产生的? Làm sao nó sản sinh ra được, làm sao nó có được. Đây, tiếng người ta chạy bộ cộng với tiếng nước, mưa lớn nó mới có nhiều nước. Và tiếng chạy bộ tẩm 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 ở đây đẩy ra. Và đây là tiếng xe, tiếng xe hơi, thì nói chung là xe hơi làm sao có... Thường nó va chạm vào đâu nó mới có cái tiếng âm thanh va chạm được, chứ nó không có va chạm thì không có tiếng đó ha. Đó, chúng ta qua bên này coi. Sai là khai trang rồi. Thính thính khan, nghe thử xem, xiang xiang, xiang y xiang, suy nghĩ, nghe xong rồi suy nghĩ đó. Thính thính khan, xiang y xiang. Zhe ge sheng yin xiang shenme? Âm thanh này giống cái âm thanh gì đó. Nghe cái âm thanh này xong rồi chúng ta đi suy nghĩ cái âm thanh này giống âm thanh gì. Thiên thiên khan là nghe thử xem. Xiang yi xiang, sau đó suy nghĩ. Zhe ge sheng yin, cái âm thanh này xiang shenme, giống cái gì. Và cậu bé đang đứng nghe tiếng nước suối rồi nè. Tiếng nước suối chảy nè. Đây cậu bé này cũng đang nghe những cái âm thanh đây ở đây đó. Và cậu bé thì nghe tiếng nước từ trong cái vòi nước chảy ra. 我觉得, có người trả lời rồi đây. 我觉得像下雨的声音. 我觉得 là tôi cảm thấy, tự mình cảm nhận được. Mình nghe xong mình cảm nhận, rồi dùng cái từ 觉得. 我觉得像 ở đây là giống, 下雨 là mưa. Mưa, 的声音 có giống như giống tiếng của đang mưa vậy đó. Nghe tiếng róc rách từ suối nè, róc rách từ con suối, róc rách từ nước ra. Bạn ấy cảm nhận như là tiếng của mưa, mưa rơi. 好,原来在教室里也能模仿水声音. 原来 thì ra, 在教室里, ở bên trong lớp của mình, trong lớp học của mình, 也能模仿水流, 模仿流水声. 流 ở đây là chảy, nước chảy, tiếng nước chảy. 流 là chảy, 水 là nước, 声 là âm thanh của nó, tiếng của nó. Tiếng nước chảy ha, tiếng nước chảy. 流水声. Mô phỏng ở đây là nhái lại, bắt chước lại, gọi là mô phỏng, nhái lại, bắt chước lại. Hảo, xiang yi xiang, suy nghĩ thử xem. Lì dùng shen biên de dong xì, kè yi mô phỏng chú nà xie sheng yin. Xiang xiang khan, suy nghĩ thử xem. Lì dùng là lợi dụng, shen biên bản chân bên cạnh mình, những cái đồ bên cạnh mình. Xem bên tờ tổng xị là những cái đồ bên cạnh mình, xung quanh chúng ta. Khở gì có thể mổ phạm, nháy ra, bắt chước ra, mổ phạm. Mổ phạm chú nại xe sơn yên, bắt chước ra những cái âm thanh như thế nào. Chúng ta nghe bạn ấy đang gõ cửa. Ở đây là gõ vào bàn, gõ lên bàn và gõ cửa. Thì các bạn ấy đang bắt chước lại. Không biết ai bắt chước ai, một người gõ bàn, một người gõ cửa thì âm thanh nó tương tự như nhau. Và một người dùng chân đạp xuống đất và một người chạy bộ, cái âm thanh của nó. Thì các bạn này tưởng tượng nghe được cái âm thanh bên ngoài người ta đang chạy bộ, và các bạn ấy cứ dẫm chân tại chỗ giống như mình đang chạy bộ, cái âm thanh vậy. Hảo. 我是分享者,不是老师. 这个声音像打雷的声音. Và bạn ấy dùng cái muỗng gõ lên cái hộp cơm của mình, nghe ra cái âm thanh, và bạn ấy nói là cái âm thanh này giống như là âm thanh sét đánh vậy.
giống như là ông lôi ông đang gõ vậy. Gọi là 这个声音, cái âm thanh này, 像打雷, tà lệ là sơn im mà. Cái âm thanh này giống như là xét đánh không? Giống như ông lôi ông đánh không? Ông thiên lôi ông gõ vậy đó. 这个像什么? Bạn ấy đang suy nghĩ. 这个像什么? Bạn ấy bỏ những cái hạt đậu vào trong cái chai nước suối rồi lắc. Rồi nghĩ xem cái âm thanh này giống như cái gì. 这个像什么? 谢谢您的玫瑰花. Hãy có gì mô phỏng nà xe sơn in. Còn có thể bắt chước những cái âm thanh nào nữa. Nháy lại những cái âm thanh nào nữa. Hãy có gì mô phỏng nà xe sơn in. Còn có thể bắt chước những âm thanh nào nữa. Rồi chúng ta vừa viết ra, chúng ta vừa ấy ha. Mình viết tới đâu, nếu mà còn thời gian thì chúng ta giảng tiếp và chúng ta học tiếp nó. Giờ chúng ta viết ra. Thì ra là bị chói là do ánh đèn. Do cái bên ngoài nó sáng nó chói vô, cho nên là nhìn nó chói. Lúc nãy Vân nhìn nó không có chói, mà sao giờ nhìn nó chói không biết. Nhìn vậy giờ nó không chói, mà Vân đưa bút vô là nó chói, nó ngộ vậy đó. Con đưa cái bút vô trong là bắt đầu nó bị lòe, còn không nó bị chói. Tinh tinh khan. Hôm qua tới đây là đúng không? Tinh tinh khan có nghĩa là nghe, nghe thử xem. Phiên âm của họ là Tinh Khơ An Khan. Âm thứ tư. Tinh tinh khan. Nghe thử xem. Thì cái chữ của họ chúng ta viết ra. Ở đây nghe thì chúng ta viết lỗ tai trước. Ở đây một gạch kéo xuống, đẩy xuống tới đây. Một, hai, hất qua. Ở bên này chúng ta móc qua, đẩy qua, đá cái chân lên. Gạch ngang, phết xuống. Bên này hình chữ nhật, hai vết bên trong mới đóng nó lại. Một gạch, và dưới này có một trái tim. Chữ này là chữ thiên. Để Vân lấy cái cuốn sách kê dưới, ở dưới Vân kê cái mền nó mềm quá. Nó khó viết quá. Còn chói không? Thiên 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 khan. Hảo. Qua mặt. Qua mặt. Cái gì qua mặt em? Cái gì qua mặt? Bên này đẩy qua. Gạch một đường đây nữa. Sau đó ta dưới này có chữ tâm. Thiên thiên. Chữ khan này phết ngược về. Đẩy qua. Nét chữ dài hơn. Phết về. Ở dưới này có bụng mục. Nói về con mắt. Thiên thiên khan. Nghe thử xem. Vượt quá mình đó là sau của mình là. Tha chỉ sơ. Chẳng hạn chạy xe Honda. Tha sau của mình là. Có nghĩa là vượt qua chúng ta rồi. Qua mặt chúng ta rồi. Tha sau của mình là. Bộ phận. Cái từ bộ phận này có nghĩa là mở ra. Giống như là radio, người ta mở những cái âm thanh. Những cái âm thanh gì đó gọi là. Xì xìa. Ta viết chữ bộ. Bộ này phiên âm bơ. Ua. Lúc nãy bộ tụt xuống. Và chữ phơ. Giống như phở phở của mình. Phận. Bộ phận. Hai chữ này. Thì khi chúng ta mở nút, nhấn nút cho nó phát ra thì dùng tay. Đây là bộ thủ tay. Nét này chúng ta phết ngược về. Sau đó hai bên này ta phết hai bên. Bên này gạch ngang, kéo xuống. Đá bên này, đá bên này. Hảo. Ở dưới bên này có chữ điền. Ta có chữ bộ. Bộ. Và từ phần này dùng rất là rộng. Nì phần zài nà lì. Phần. Bộ phận trái trà lì, tôi để nhà. Bộ phận. Tờ sơn yên, có nghĩa là cái âm thanh mà người ta mở ra. Nghe thử xem cái âm thanh mà được phát ra.
Được phát ra từ đâu đó, phát ra người thông thường người ta phát bô phân này thường phát ra ở trong radio, phát ra ở tivi, nhưng mà họ đang nghe ở trong thực tế ở ngoài đường. Tờ, lúc này dùng bảy bu tờ tờ ha. Sân in, ta có chữ sân, in, tờ sân in. Họ chúng ta viết tờ, tờ này là bảy bu tờ tờ, đây là bộ bạch đây, và phết qua chấm tờ. Chữ sân ở trên này có bộ sĩ, sư bu, phết đây gạch giữa, đóng lại, nghiêng bút qua. Và bên này giống như chữ R. Ở dưới này có chữ vô. Và ở đây ta có ở tổ. Sân. Chữ sân. Chữ in ta phết đây một gạch. Và gạch ngang. Hai phết xuống. Nét này dài hơn. Ở dưới này giống có chữ nhật. Sân in. Hảo. Ta chấm. Các bạn biết tới đây chưa? Biết tới đây chưa? Rồi vân qua trang nha. Vượt quá, vượt vượt mặt không hỏi ý kiến của mình đó chị. Vượt mặt không hỏi ý kiến của mình. Mấy giờ quên cho chị tại ý kiến nào. Thường nói là người ta làm những cái gì mà ta không hỏi ý kiến của mình á. Im mãn nên rất quậy thì khởi im mãn rồi mà bạn có thể bạn tưởng rằng bạn có thể che giấu được tôi hay sao? Và nên rất quậy thì cho ăn chua thì khởi của tôi quay chưa tàu mà bạn tưởng rằng bạn làm như vậy tôi không biết hay sao? Cái thường này câu này người ta thường thường hay dùng như vậy nha. Hôm qua học chữ sinh nhìn giờ viết thuộc lòng luôn rồi ha, quá tuyệt vời. Học thuộc lòng luôn là quá tuyệt vời rồi. Hảo, xiang y xiang. Xiang y xiang là suy nghĩ thử xem. Xiang. Từ xiang này có ba nghĩa, Vân giải nghĩa hôm bữa rồi mà ha. Nó có ba nghĩa. Lúc này từ xiang ở đây là suy nghĩ thử xem. Xiang y xiang. Xiang y xiang. Xiang y xiang, suy nghĩ thử xem. Phiên âm của nó xi yang yang xiang y và xiang xiang y xiang. Xiang y xiang. Hảo, đô hào của họ. Đô hào dấu phẩy. Tha mình khả năng zài zuo shenme? Họ. Họ có khả năng đang làm việc gì? Tha mình từ thơ giống như từ thờ của Việt Nam mình. Thơ a tha. Mình mơ sành tên ân lúc này mình giữa chừng dừng lại tha mình cái dấu chấm trên đầu là âm thứ năm của họ tha mình khờ nấn chữ khờ lúc này là âm ba khờ lúc này là âm ba nấn âm hai khờ nấn zài zuo shenme đang làm việc gì đó từ zi này không lưỡi ai này giống ai ai của Việt Nam mình. Họ viết dấu quyền. Cái dấu quyền này là dấu chúng ta phải nhấn xuống. Đè, nhấn nó xuống. Âm thứ tư của họ. Nhấn nó xuống. Zài zuo shenme từ zuo này. Cũng không uốn lưỡi. Uo, wo, zuo. Shenme. Cái từ shi uốn lưỡi. Sảnh tên ân. Sảnh. Và mở giữa chừng nhìn lại. Tha mình. Khả năng zài zuo shenme. Chúng ta viết chữ vào đây. Tha mình này họ dùng cái bộ nhân này sẽ được dùng rộng hơn. Nam nữ đều dùng được hết. Tha. Và chữ mình đây có bộ nhân bên này. Ở bên này có bộ môn. Tha mình là họ. Khả năng ở đây là khả năng thì khả năng một gạch ngang. Một cái ô vuông. Ở đây kéo xuống. Khờ. Họ chữ nặng giống như chữ sư của chúng ta phát đây và bên dưới này có bộ thịt ở đây gạch ngang đẩy qua bên này một chữ nữa khả năng sai phát ngược về như trái chua sầm mỡ tham mình trái chua sầm mỡ họ đang làm gì thế họ đang làm gì thế cái từ sai này chua
Lúc này dùng chữ chua này. Kéo xuống. Sau đó gạch ngang kéo qua. Ở đây có một cái ô vuông. Phớt về, hất lên. Bên này bẻ qua. Để kéo ra. Ta có chữ chua. Làm một cái gì đó ta dùng cái từ này ha. Còn cái chữ chua kia thường là trong công tác. Công việc nói như thế nào đó. Sớm mà. Ở đây có bộ nhân. Bên này bẻ một bộ thập xuống. Mà ta viết bộ mã trước. Vì thế bộ mã đây là công. Công. Ở dưới này thêm ao vào. Sớm mà. Đây là một câu hỏi. Ăn cắp cái ô của người ta. Viết một câu hỏi dưới này. Sẵn sàng khai để suy nghĩ thử xem. Thà mình khởi nợ chơi cho sớm mà. Họ có lẽ có khả năng họ đang làm gì đó. Bảo hành gọi là bảo cụ. Bảo cụ. Bảo cụ gọi là bảo hành em nha. Dầu sao chỉ tờ sân yên. Dầu. Dầu chúng ta vạch đây. Chữ này dầu. Dầu. Sao chỉ. Sao chỉ ở đây là cái còi. Cái còi để thổi. Và dùng miệng để thổi thì ở đây nó có bộ thủ. Khẩu bộ. Bộ thủ khẩu bộ. Nó vẫn mờ, vẫn nhìn thấy nó là vẫn. Và ở bên này, giữa này, hai bên. Sau đó chúng ta sẽ kéo một bộ thịt ở dưới đây. Phết hai phết. Phết hai phết như thế, cái đó là bộ gọi là bộ thịt. Rầu bù. Hảo. Sao chữ tên này uống lưỡi nha. Sao chữ này không uống lưỡi. Sao chữ. Dầu sao chữ tờ sơn nhìn. Có tiếng sáo, có tiếng còi, có tiếng còi. Nói chung là tiếng còi mình ta thổi bi bi ngoài đường á. Sơn nhìn ta lại viết đến nó nữa. Ngày hôm qua biết thuộc rồi, hôm nay luyện thêm một lần nữa. Vĩnh cũ không bao giờ quên. Hảo, sơn. Vì thế các bạn thấy đó, học tiếng Trung như thế nào để mà nhớ được nó. Có lẽ nghĩa là các bạn phải viết nó ra. Viết nó ra là nhớ hoài không quên luôn. Hôm qua viết đến nỗi mà chúng các bạn nói rồi đó. Viết đến nỗi mà bây giờ thuộc lòng nó luôn. Có phải là chúng ta phải làm, phải thực hiện nó ra. Nó mới, chúng ta mới nhớ được nó. Đúng không? Hảo. Y o dô đọc dỗ âm 3. Y o dô. Sao từ này uống lưỡi. Sư ao. Sao tuột xuống. Sao zi. Sao zi, zi này âm 5 giữa chừng nhìn lại. Tờ, tờ, ở, tờ âm 5. Sư này uống lưỡi. Ân, sân, y ân, yên. Dầu sao zi, tờ sân yên, có tiếng còi. Hảo, chào em. Chào em nè. Câu hào của họ. Yên cai. Cái chữ yên cai này có lẽ. Yên cai. Có lẽ nên. Hảo. Và cái chữ yên cai này viết như thế này đều là âm nhất hết. Chúng ta đọc yên cai. Phết về. Ở đây thêm một bộ nhân nữa. Và bên này thêm một bộ trôi bộ. Hảo. Ở bên dưới nó có chữ tâm. Chữ yên. Chữ yên. Chữ cai thì ta viết cái diệm bộ. Diệm bộ. Hảo. Ở trên này, phết, gạch ngang, nét này, móc về. Sau đó lại móc về, ta kéo cái chân ra. Ta có chữ yên cài. Cái bút màu đỏ đang viết là âm của họ đó. Âm của họ đó em. Cái âm A, B, C của giống như Việt Nam mình vậy đó. Và cộng thêm dấu âm 1, âm 2. Chị dạy viết chữ chung đi. Chị ở Đài Loan chị không viết được chữ chung nha. Chị viết được chữ phồn thể thôi. Em học được chữ phồn thể là em sẽ đọc được tiếng giản thể. Tại giản thể họ viết tắt thôi. Em học được chữ phồn thể là em không lo giản thể. Em học được giản thể em không đọc được phồn thể. Tại vì phồn thể nó thêm nét. Còn giản thể nó kém nét. Mình học được phồn thể mình sẽ coi được cái chữ kém nét. Còn mình học chữ kém nét rồi không coi được chữ đầy đủ nét. Phồn thể là chữ đầy đủ nét nha. Yên cái sư chỉn chả. Sư. Và gạch qua.
是不是的是. Chỉnh chá là công an. Chúng ta biết chữ chỉnh chá. Ở đây kéo hai bên. Quải bộ. Bộ này là bộ quải bộ chứ không phải bộ thảo đâu nha. Buổi trưa vui vẻ tuyết như. Ở bên này ta phết qua đây một cái bộ khẩu trong. Bên này phết đây đẩy qua. Chữ này chun chinh tờ chinh. Chữ kính, kính lão đắc thọ thật kính đó. Ở bên dưới này thêm chữ diệm bù, nhớ chấm một đầu trên đầu. Rồi 1, 2 kéo xuống. Đây là chữ chỉnh. Chỉnh xả tờ chỉnh. Thêm chữ xả phết trên đầu một cái. Bên này kéo qua bên này móc. Sau đó ta phết đây. Đẩy qua 1, 2. Ở bên này móc một phết như thế này. Sau đó kéo nó ra. Ở đây một gạch ngắn thôi. Dưới này một gạch dài. Kéo xuống đá hai chân. Đấy là chỉnh xã công an. In cái sư chỉnh xã. Có lẽ là công an. Sư. Chi ân. Chi. Y ân. Chỉnh. Âm ba. Chỉnh. Chả. Uống lưỡi bật hơi. Chả. In cái sư chỉnh xã. Có lẽ là công an. Xem lại sao nó không thứ tự chị ơi. Tại vì biết sao không? Chị không phải dạy một môn. Chị dạy nhiều môn. Chị dạy văn nè. Chị dạy văn nè. Dạy sinh hoạt nè. Rồi dạy thành ngữ nè. Rồi dạy sức khỏe và nó cơ. Sức khỏe và cái gì thể dục đó. Chị đều dạy hết. Với đó đều dạy hết môn rồi chị mới dừng lại. Vì thế em coi cái bài này xong nó nhảy qua bài kia cũng được. Tại vì chúng ta ba phần là học gì? Chúng ta học về chữ. Chúng ta học về chữ, chúng ta học về văn, học về chữ. Vì thế trong mỗi con một cuốn văn, văn thành ngữ thì chúng ta cũng học văn và học chữ của họ, nhưng mà chúng ta học theo nghĩa thành ngữ. Chúng học học về ngữ pháp của biến trung thì ngữ pháp nó có những câu chuyện, có những câu văn, nó cũng có performer. Chúng ta tuy học sách mỗi một môn khác nhau, học có học sinh hoạt nè, học thể dục nè và sức khỏe nè, học về thành ngữ nè và học văn của họ, ngữ pháp của họ. Thì trong các đó đều có một nhu cầu chung, đó là chúng ta học chữ, phiên âm và học chữ cái của họ. Nhưng mỗi một cuốn sách như thế nó có mang nhiều nghĩa khác nhau. Ví dụ trong ngữ pháp họ không nói tới chai xà bông, họ không nói tới thể dục thể thao, không nói tay chân, không nói về bong bóng, không nói về tay chân, cắt móng tay rồi này kia, không có cái đó. Ngữ pháp hồi đó nếu mà chúng ta đi học về bổ túc thì người ta chỉ cho chúng ta học ngữ pháp và thành ngữ thôi. Thì trong đó không có những cái liên quan tới cuộc sống chúng ta thì chúng ta phải kèm thêm cái sách đó là sinh hoạt và thể dục thể thao, thể dục về sức khỏe rồi đó. Thì nói chung là sách nó khác nhau, tựa đề nó khác nhau, nhưng mà nhu cầu của chúng ta đó là học chữ của họ và phiên âm của họ. Vì thế nó chạy, nó không có đứng, không có một cuốn sách đi hoài ha. Các bạn sẽ không thấy theo thứ tự, nhưng mà Vân đều dạy hết bài, cố gắng dạy hết bài. Tại sao Vân like tới 4 tiếng đồng hồ là như thế? Vân cố gắng dạy hết bài. Rồi cho dù Vân nhảy qua cuốn khác thì sau này chúng ta vẫn có tựa đề tới lui. Chị, em xem cô dạy mới thấy kiến thức em có hiện tại lỗ chỗ quá à. Bổ sung thế nào? Em cứ học đi. Em cứ học đi rồi từ từ em sẽ thấy. Điển hình ở đây là màu đỏ, em thấy nó lạ lẫm quá. Đây là phiên âm của đài. A bờ cờ của đài. Việt Nam mình có bạn chữ cái A, B, C, G, D, G, H, I, K, L, M đó. Bên này họ đọc là performer. Performer. Thì cách đọc cũng y chang bên Trung Quốc. Nhưng bên Trung Quốc họ dùng A, B, C giống như Việt Nam mình để điển hình, để làm cho cái chữ cái của họ. Nhưng bên Đài Loan họ có cái chữ cái riêng. Đây là chữ cái của Đài Loan. Chữ cái Đài Loan được viết như thế này. Và đáng lý ra là nó không có ghép gì đây đâu. Tại nó vào chữ rồi nó mới thành ghép thành như thế này. Nó vào chữ nó mới ghép thành như thế này ha. Vì thế mới đầu học thì em sẽ không hiểu là cái gì đâu, nhưng từ từ em sẽ hiểu. Từ từ em coi vài lần là em sẽ biết nó là cái gì ha. Hảo, in cái sư chỉnh xã, có lẽ là công an. Zài chỉ huy giao thông, đang chỉ huy giao thông. Chị giúp em mua sách và bản chữ cái từ đâu ạ? Bản chữ cái này là phải viết cùng chị, phải viết mỗi ngày, giống như các em nãy nói hôm qua viết cái chữ sơn yên này, viết tới hôm nay thuộc lầu luôn rồi. Đó là một điều tốt. Tại vì sao? Nó rất cần rèn luyện. Hôm qua viết cái chữ sinh in, hai chữ âm thanh này, nó nhiều nét lắm á. Mới đầu viết không ra đâu, mà hôm qua viết nó viết cả hơn mấy chục lần mà các bạn thuộc luôn rồi, là chứng minh điều gì? Chứng minh chúng ta phải rèn luyện.
là chúng ta sẽ thuộc nó. Ừ. Cho nên là cứ cứ viết ra đi. Còn sách thì em vào cái nhà sách ở trường, ở gần nhà em nhất. Ở gần nhà em nhất có cái nhà sách nào bán sách thì em vào đó em coi, nhất định có sách lớp 1 ha. Cái này nói về sách lớp 1. Ừ, sách lớp 1. Và trong nhà bán, các nhà bán sách có cái này luôn. Có bán bút luôn. Ừ. Đó. 应该是警察, có lẽ là công an. 在指挥交通, đang chỉ huy giao thông. 只在 này có nghĩa đó, đang làm gì đó. Ừ. Hoặc ở đâu đó. 在, chữ này đọc 在. 指挥, vì thế ở đây có sổ bu, chỉ huy ta dùng sổ, dùng tay để chỉ. Và bên này đẩy ra. Ừ. Và hảo, chỉ huy, bên này gạch ngang kéo xuống, hất lên. Sau đó ở bên đây một phết, đẩy qua bên này. Ở dưới này có một chiếc xe, gạch đây, gạch đít nó, kéo xuống. Chỉ huy, chỉ huy. Ừ. Giao thông là giao thông, gạch qua, phết cái trên đầu gạch qua. Sau đó hai bên này ta có hai dấu. Bên này kéo về đây, ta kéo về đây. Ta có chữ giao, giao. Và chữ thông của họ phết đây, chấm đây một cái nữa nha. Nhớ chấm trên đầu một cái. Sau đó ta mở cái chông pu ra, gạch hai gạch, gạch xuống. Sau đó bên cạnh có chô pu. Ừ, giao thông. Zài chỉ huy giao thông. Ừ. Cái từ chữ này Vân nghĩ cho nó, cái đầu nó không cần lên cao như vậy đâu. Nó gạch ngang như vậy được rồi. Gạch như thế này đẩy qua thôi. Ừ, gạch như thế đẩy qua thôi. Zài chỉ huy giao thông. Zài này không lưỡi. Tuột xuống. Zài. Ờ, zài. Chữ này dùng trò tre. Phải thế uống lưỡi lên. Chữ huy. Vẫn đọc theo tiếng Việt nó mới nghe như là trò tre thế ha, chứ họ không có trò tre. Này cái âm thanh y nhang trò tre của mình, phải uống lưỡi lên đọc mới được. Chữ huy. Âm thứ nhất. Chữ huy. Và từ giao thông dùng từ chi y ao giao giao. Và thơ uống giống như là u ngụ vậy đó. Thông. Zài chỉ huy giao thông. Thông đó là bữa Vân nói rồi, ở trên đầu nó mà có cái chuẩn bù là nói về bệnh. Ừ. Trên đầu nó mà có cái chữ này, chữ thung đó, bên cạnh nó có chữ này là nói về bệnh. Ờ, nói về bệnh đồ là có nó ha. Ví dụ như chữ đau đớn, cái chữ đau đó nó có như cũng một là một loại bệnh. Mình đau, mình có bị gì mới bị đau mà. Vì thế nhìn cái bộ này, tại sao mà người ta nói học bộ thủ? Học bộ thủ, một chữ có một bộ thủ, và cái bộ thủ mang ý nghĩa của chữ đó. Nhìn thấy cái bộ này là nói về bệnh đồ này kia. Ừ. HK lớp 1 em. HK lớp 1. Luyện viết, luyện nghe. Luyện viết, luyện nghe. Luyện đủ thứ luôn. HK lớp 1 nha. Trời ơi, hỏi chị HK mấy, chị cũng không biết HK mấy nữa. Đó. Yǒu jiù hú chē de shēng yīn. Yǒu. Yǒu âm 3. Yǒu. Thì chữ dầu mấy ồ tại dọ. Dọ. Là chữ này. Chiu hu chơ. Chiu chi y yô. Chiu. Chiu hu. Hu nhấn xuống. Và chơ bật hơi đẩy ra. Chiu hu chơ là xe cấp cứu. Và chữ chiu. Cứu tôi chính là chữ chiêu này. Phết, chấm, đẩy đây. Bên này phết ra, đẩy qua, móc ra. Đây là từ chiêu. Chiêu ở, cứu tôi. Chiêu hù là cứu hộ. Chữ hù này là hộ, ở đây có dẹm bù. Sau đó trên này ta có quải bù. Bộ này là quải bù chứ không phải bộ thảo nha. Bộ thảo nó dính, nó cột đánh dấu cộng, còn cái này nó không đánh dấu cộng nha. Ừ, đánh dấu cộng là bộ thảo, cái này không phải đánh dấu cộng. Sau đó phết về, kéo xuống, chấm một đường đây, 1, 2, 3, kéo xuống, 4. Hảo. Sau đó bên này ta có chữ vô ở bên dưới này. Cứu hộ.
Chơ này là xe, có nghĩa là xe cứu hộ, xe cứu thương. Dầu, chiêu hụ chơ tờ. Tờ sân yên. Tờ này họ sử dụng tiếng của xe cấp cứu mà. Vì thế chữ tờ này là bãi bù tờ tờ. Hảo, chữ sân yên là âm thanh của nó. Ở dưới ngắn hơn. Kéo về, chữ R. Chữ dô, gạch ngang. Kéo xuống. R tô. Dạ. Hảo. Tờ ở. Tờ, giữa chừng dừng lại. Sư ân. Sân. Sân yên tờ sân. Hảo, thêm chữ im vào. Y ấn in, giống như in là in của Việt Nam mình vậy đó. Đúng, in là in. Phết trên đầu một cái, gạch ngang, hai phết xuống. Nét này phải dài hơn. Sân in. Hả? Yên cây, sư dầu rỉnh sâu sân lộ. Có tiếng xe cứu thương thì nhất định là có lẽ là có người bị thương rồi. Cái câu này là như thế. Hả? Yên cây, sư. Có lẽ là tàu hầu của họ. Chúng ta viết chữ yên cai phát về đây có bộ nhân thêm bộ trôi bù bên này và dưới này có chữ tâm yên cai thêm chữ cai vào đây có dẹm bù sau đó phát đèn cái gạch ngang bên này phát về phát cắt ra thêm cái phát ở đây yên cai chữ sư. Ở đây gạch qua, kéo ra gạch qua. Yên cái sư, có lẽ là. Wi-Fi chập chờn hả? Yên cái sư. Rỉnh sâu sáng lờ. Người bị thương rồi. Sâu sáng. Vắt đây, 1, 2, 3, kéo. Vào bên này. Đây là chữ sâu. Sâu. Sâu sáng có nghĩa là bị thương. Tại vì có tiếng xe cứu thương. Sau đó chúng ta gạch ngang đây. Bên này phết ra, kéo qua bên này. 1, 2. Cái này gọi là sâu sáng. Lờ. Yên cái sư yếu rỉnh sâu sáng lờ. Bạn kia nói, yếu chiêu hưu chơ tờ sân yên. Yếu chiêu hưu chơ tờ sân yên. Yếu chiêu hù chơ thở sân yên. Có tiếng, có âm thanh của xe cứu hộ. Và bạn kia trả lời, yên cái sư yếu rỉnh sâu sân lờ. Yên cái sư rỉnh sâu sân lờ. Cũng được, có nghĩa là có lẽ là có người bị thương rồi. Có người bị thương như thế nào đó. Hảo, chữ này đọc bạn ổn hay em? Hảo, yên cái âm thứ nhất nha. Yên cái sư nhấn xuống âm thứ tư rảnh giống như chữ R của mình sẵn lên N rảnh sâu sang lờ sư ô sâu sâu sang đều là uống lưỡi nhẹ hết ăn này giống như ăn ăn sâu sang lờ giữa chân dừng lại có lẽ là người bị thương rồi nghe âm thanh đi trả lời những cái thắc mắc mà các em thiếu nhi đang nghĩ. 我听到有车子喇叭的声音。我听到 là tôi nghe thấy. Chữ 我, u, o, 我, 我 âm 3. 我 này là âm 3. 好. Chữ 我 nét về. Ngang qua. Móc lên. Hất lên. Nghiêm bút. Phết. Chấm. 我, tôi. 听到, nghe thấy. Thì chúng ta có lỗ tai ở đây trước. Bên này, sau đó gạch qua, xuống, hình chữ nhật, vết hai vết, đóng lại. Nét dưới này gạch ngang qua, dưới này có chữ tâm. Thiên, thiên tạo, nghe thấy. Chữ này âm thứ nhất đọc thơ y ân yên. Ân yên thiên tạo. Thiên tạo. Ta thêm chữ tạo vào. Vì thế, khi này thiên tạo có nghĩa là nghe thấy ha. Không phải tao ở đây là đến nữa. Của tao là tôi đến rồi, tôi tới rồi. Còn thiên tao có nghĩa là nghe thấy. Hảo. Hất qua, phết, đánh dấu cộng. Hất lên. Và bên này có bộ đao. Thiên tao. Dầu chơ zi.
Có xe. Dầu này là có. Dầu mấy hộ? Dạ. Chơ zi ở đây có nghĩa là xe. Chơ zi này ở đây là ở ngoài đường. Tiếng xe ở ngoài đường. À, chữ chơ thêm chữ zi vào. Chữ này là chữ lợ. Gạch ngang thành chữ zi. Chơ zi. Xào xin. Chơ zi. Cẩn thận xe. Ừ. Vậy nói từ chơ không được không? Khỏi thêm chữ zi vô được không? Được. Xào xin. Chơ. Hoặc xào xin. Chơ zi. Cẩn thận xe. Lạ ba. Lạ ba là cái còi của xe. Ta gọi là lạ ba. À, lạ ba. Vậy chữ lạ ba viết như thế này. Ở đây có bộ khẩu. Ừ. Đây có bộ khẩu. Sau đó chúng ta gạch ngang ở đây. Ở dưới này thêm một ô vuông nữa. Kéo nó xuống. Phết hai bên như thế này. Ờ. Ở này ta có một nét ngắn. Đây là bộ đao mà. Ta có chữ lạ. Lạ. Chữ ba ở đây cũng có một bộ khẩu luôn. Và bên này có số 3, số 8. Ừ, là 3. Là 3 này là còi, còi của xe. Và họ nói là 3 tờ sơn nhìn, có nghĩa là tiếng còi, âm thanh của tiếng còi đó. Âm thanh của tiếng còi xe. Người ta bi bi lên, mở cái âm thanh. Bên đài họ ít có bấm còi lắm, trừ phi cái... trừ phi ở Đài Bắc thì thấy nhiều, chứ ở dưới miền Nam người ta bấm còi thường thường là người ta cảm ơn, người ta nhường đường cho mình. Người ta nhường đường cho mình và họ bấm còi hai cái mang nghĩa cảm ơn. Còn nhiều lúc ở trên Đài Bắc này vẫn thấy cũng có nhiều người bấm còi, và nhiều lúc bấm họ không vui hay là sao đó. Bấm ở Đài Loan người ta nói bấm lạng hoạng bị người ta đánh. Người ta xuống người ta đánh. Dạ. Chơ. Zi. Lạ ba. Chữ này là lơ. Đây là chữ lơ giống chữ lơ của Việt Nam mình. Chữ A giống chữ A của Việt Nam mình. Họ đọc âm ba. Lạ. Bơ a. Ba. Lạ ba. Lạ ba là còi ha. Tờ sơn nghiên. Họ nói. Bỉa loan ăn lạ ba. Đừng có bấm còi bậy bạ đó. Bỉa loan ăn lạ ba. Đừng có bấm còi bậy bạ. Tại nhiều người ta không thích. Hảo, vô chấm của họ. Tiếp theo, xa yu lờ, mưa rồi. Mưa rồi ta gọi là xa yu lờ. C-E-A-Y-A, xa tục xuống, yu. Xa yu này là mưa. Xa yu là mưa, ta viết chữ xa yu. Một gạch kéo xuống, ở đây phát ra. Xa. Chữ yu gạch ngang đây. Bên này móc ra, chia ra. Nếu trong này viết bộ nhập, nó là liàng, hai cái, liàng cờ, hai cái. Mà trong này viết thành bốn dấu như thế này là dụ, mưa. Xa dụ lờ, mưa rồi, mưa xuống rồi. Chữ lờ này mang nghĩa rồi. Nó còn mang nghĩa khác nữa, không nhất định là rồi không ha. Lờ, chữ lờ này không phải nhất định là rồi không, nó còn nữa nữa. Hảo, hoa la, đây là tiếng âm thanh của mưa rơi. Âm thanh có mưa nó rớt xuống, nó kêu hoa la, hoa la. H, U, A, hoa, L, A, la. Hoa la, và nó lặp lại một lần nữa. Hoa, la. Tiếng mưa rơi. Hảo, hoa la, ta viết nó ra vì âm thanh mưa rơi mà. Vì thế thông thường nó hay có bộ khẩu phía trước. Âm thanh của một cái tiếng gì đó, nó hay thêm bộ khẩu phía trước. Ở bên trên này, gạch đây một gạch. Đánh một thảo xong đó, trên đó gạch một gạch. Sau bên dưới này, một dấu cộng, hai dấu cộng. Ok không? Một dấu cộng, hai dấu cộng. Sau đó phía dưới này ta gạch dài, dài qua đây. Ở đây ta gạch ngắn thôi. Ở đó ta gạch ngắn thôi. Sau đó ta bấm từ đây, kéo xuống. Ta có chữ hoa. Chữ la ở đây có một bộ khẩu nữa. Và bên này có sổ bộ. Cái nút đó vẫn đặt cao quá. Đặt thấp xuống một tí nữa đẹp. Cao quá nhìn nó xấu quá cả. Hoa la. Hoa la, hoa la. Lại lặp thêm một lần nữa. Để có bộ khẩu. Sau đó gạch ngang. Dấu cộng,
dấu cộng, nét dưới này dài, nét dưới này ngắn thôi, kéo xuống. Và phết đây. Ừ, hoa la. Hảo, tô hào của họ. Hải dầu rỉnh mạnh. Còn tiếng của con người đang chạy nữa đó. Hải dầu. Dưới này có khổ. Phết về, hất lên bộ y. Bên này. Chô bộ. Hải. Chữ dầu gạch ngang, phết về. Hải dầu. Rỉnh mạnh. Chữ mạnh, bộ nhân và bộ môn bên này. Hải dầu rỉnh mạnh. Hảo, ta điền vào trước. Hải, đây là chữ hơi giống chữ hời của Việt Nam mình. Chữ này giống ai của Việt Nam mình. Họ đọc hải, đẩy lên giống như cái con dấu vậy đó. Hải dầu. Dầu. Âm ba. Rỉnh mạnh. Sẵn thế là ấn, rỉnh. Chữ mạnh, giữa chân dừng lại. Hải dầu rỉnh mạnh. Pào. Pào này là chạy, nó có phiên âm pơ, ao. Pào. Pào âm ba. Hỏa hạng. Hỏa hạng là cái China Airlines. China Airlines. Hỏa hạng. Hảo, chúng ta chạy thì chúng ta có bộ túc chủ bù liên quan kế gót chân của chúng ta. Hoặc là chữ sự sung túc, có chữ đó. Cộng thêm cái bao bọc bên cạnh nữa, thành pào. Pào. Pào này là chạy. Hảo. Qua trang. Thảo bù. Chữ bù này là chữ chạy bộ tàu bộ. Chạy bộ tàu bộ viết cái này. Gạch xuống, gạch qua bên này. Gạch ngang qua. Chinh chữ, chinh rù. Ta thấy chữ này hay thường thường người ta cấm ra vào. Người ta sẽ viết cái chữ này. Chinh chữ, chinh rù. Chữ này đọc chữ. Nhưng chữ chữ này bên dưới gạch xuống. Phết qua, bên này kéo ra thành bù. Thảo bù tàu bù. Thảo bù có nghĩa là chạy bộ. Chữ này đọc bù. Bù. Hảo. Thảo bù sân. Thảo bù sân có nghĩa là tiếng chạy bộ. Âm thanh chạy bộ. Chữ này đọc sân. Hảo. Sân yên tờ sân. Chúng ta lại viết nó thêm một lần nữa. Bộ sĩ. Đẩy qua. Hảo. Chữ dâu bên này. Tô bên này. Thảo bù sân. Ok. Ta lại thêm dấu phẩy. Yên cái sư. Xa tài dụy lợ. Có lẽ là mưa to rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yên. Chữ cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Yên cái sư. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chữ sư. Xa ta yu lơ. Xa 1, 2, 3. Ta 1, 2, 3. Yu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lơ 1, 2. Yên cái sư. Xa ta yu lơ. Chữ yên. Y, ân, yên, cơ, ai, cài. Sư, 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 sư. Xí, y, a, ya, xa. Tơ, a, sư sân, ta. Y, sân sân, yu. Lơ, ơ, tiểu sân, lơ. Yên cái sư, xa ta yu lơ. Có lẽ là mưa to rồi, mưa lớn rồi. Dấu chấm của họ và câu khác. Hào ta tờ chuông chí sân. Hào ta tờ. Hào. Hào bù hào tờ hào. 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 Ở đây có bộ nữ. Hào. Bộ tử. Hào. Hào ta. Chúng ta viết chữ ta. Một. Hai. Ba.
Hào tạ. Chữ này đọc tơ a tạ. Hào tạ tờ trọng chí sâng. Tờ, chữ tờ này bãi bù tờ tờ. Cái từ trọng này dùng cho che uống lưỡi lên. Chí u u an quang trọng. Nhấn xuống trọng chí. Chí đọc lên. Sân có nghĩa là cái tiếng va chạm. Cái tiếng va đụng vào, tiếng đụng vào, tiếng va chạm vào. Rất là lớn. Tại vì ta dùng hào ta mà. Hào ta tờ. Lúc này chữ tờ. Bãi bù tờ tờ. Hào ta tờ. Chuang. Sầu bù. Ở bên này có chữ thổng. Gạch ngang. Đẩy qua một gạch. Ở dưới này nữa, kéo xuống. Chuang. Bị chuang tạo, bị đụng trúng. Chữ chỉ. Chữ chỉ này rất là nhiều nét, cũng hơi là khó viết. Chữ chỉ này rất là nhiều nét luôn. Họ chúng ta gạch một gạch đây. Đẩy đây. Một gạch ngang. Đóng lại. Kìa không? Chúng ta kéo xuống. Đẩy qua. Ở dưới này một gạch xuống, ta móc qua đây, đẩy qua. Kêu không? Giống như chữ R. Hai chữ này nó thường đi chung với nhau. Cái chữ này Vân viết thấp quá. Nhìn kìa nó xuống thấp quá thì nó... Ở dưới này còn chữ nữa. Vân viết to quá, không phải là thấp quá, mà Vân viết to quá. Vân viết nhỏ lại. Tại bên dưới nó còn chữ nữa. Chữ này rất là nhiều nét luôn. Chỉ, trang chỉ là chỉ. Mình viết lên cao tí xíu nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Trang trí là gì? Trang trí này có nghĩa là xe, tiếng xe nó va chạm vào nhau. Gọi là trang trí. Hảo từ trọng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Trời ơi, từ trọng. Từ chỉ. 1, 2, 3, 4, 5. Kéo xuống, gạch qua. Ở dưới này, kéo qua. Giống như chữ R. Như chữ vô. Phết ngược về. Dưới này có tay. Sổ. Trọng, trọng chỉ. Đọc trọng chỉ. Trọng chỉ có nghĩa là va chạm vào, tiếng cái va chạm, tiếng đụng vào nhau, tiếng va chạm vào nhau, ta đọc là trọng chỉ. Cái từ chỉ đó là từ chữ cực. Chữ chị Nguyễn Sang. Chữ đó là cực. Ví dụ như là bày chỉ thì chỉ, bắt cực thì cực đó. Chữ đó là chỉ cực ha, không phải cực khổ thì cực đâu, mà bắt cực thì cực. Tròn, kéo xuống, đẩy lên bộ thủ tay. Bên này, phết hai phết, gạch ngang. Dưới này một gạch nữa, sau đó kéo qua. Từ tròn. Tha tròn tao ủa, anh ấy đụng chúng tôi. Tròn chỉ là hai cái nó va chạm vào nhau, nó ra một cái âm thanh thiệt là lớn. Cái đó gọi là tròn chỉ là sân nghìn. Và dưới này có tay. Đây là bộ thủ tay nó nằm dưới này. Ở đây cũng có bộ thủ tay nhưng mà nó đứng bên trái người ta. Này cũng có bộ thủ tay, tại cái gì va chạm với nhau phải dùng tay để va chạm mà. Vì thế nó bộ thủ của nó nằm đây. Bộ thủ nó nằm đây. Chuồng chỉ. Hảo. Chuồng chỉ. Họ nói chuồng chỉ tờ sân yên. Chuồng chỉ tờ. Chuồng chỉ sân cũng được rồi. Chuồng chỉ sân có nghĩa là cái âm thanh của nó. Ở đây có bộ sĩ. Đẩy qua. Và dưới này. Hảo. Chuang chỉ sân. Phá sân là phát sinh. Ta lại viết chữ phát sinh. Ở dưới này. Cái nét này móc từ đây hất qua. Một gạch đây, hai gạch đây. Kéo ra. Bộ cung bên này. Chữ R. Các bạn thấy hai cái chữ này nó hay đi gần nhau lắm. Nó là một bộ thủ đó. Hai cái chữ đó đi gần nhau. Nó là một bộ thủ đó.
phát sinh, ta chưa có chữ sinh bên này. Phát sinh. Ừ, chữ này đọc. Phơ á, phá, sư ấn, sân, phá sân. Sẩm mơ sư lợ? Sẩm mơ sư lợ? Sẩm mơ sư lợ? Xảy ra chuyện gì rồi? Có chuyện gì xảy ra rồi? Ừ, xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra? Phát sinh. Sẩm mơ sư lợ? Từ đây kéo xuống, gạch qua, gạch xuống. Chữ mơ. Chữ ao gì đây? Ừ, sẩm mơ. Chữ sư, gạch ngang. Sẩm mơ sư lợ? Phát sinh, sẩm mơ sư lợ? Xảy ra chuyện gì rồi? Tại nghe bên ngoài có tiếng va chạm vào nhau. Có tiếng đụng vào nhau, có tiếng va chạm vào nhau. Và các bạn ấy hỏi, có chuyện gì xảy ra rồi? Có chuyện gì vậy đó? Ở đây sao nó dơ dơ? Không, mở cái đèn này lên cả này. Sáng được tiếng nào không? Không có tối. Ok, đỡ đỡ rồi này. Ok. Tiếp theo tao viết tiếp. 这些声音是怎么产生的? 这些, những cái này. Ừ. Thường nói 这些, 你拿去哪里? 这些在哪? 在哪里? Những cái này đang ở đâu? Hoặc 这些, cái từ 这. 这里的这. Đây dẹn bộ. Ở bên này thêm 错部 vào. Ta có từ chờ. Ừ, chờ. Chữ xe, gạch ngang, phết, đẩy lên. Bên này, đẩy ra một gạch, hai gạch. Chờ xe, những cái này. Ừ. Lúc này những cái gì? Những cái này gì? Sơn nghiên, những cái âm thanh này. Những cái âm thanh này. Ở đây có lỗ tai. Sơn. In. Hảo, chờ xe sơn nhìn, những cái âm thanh này. Sư chẩm mà sản sinh đợ. Nó sản sinh ra như thế nào, nó phát sinh ra như thế nào. Nó làm sao có được đó. Sư chẩm mà. Chữ chẩm mà phết đây, kéo ra, gạch xuống. Một, hai, dưới này có chữ tâm. Chẩm. Hảo, chữ mà. Phết trên đầu, gạch ngang, phết xuống. Cong qua. 怎么是怎么产生的? Từ sản này chính là từ sản. Ví dụ như sản khơ, khoa sản. Gạch nghe. Ừ. Nó vẫn mờ đi hả? À. To quá thì lại to quá. Hảo, chữ sản chúng ta viết như thế trước. Sau đó với dưới này, móc qua, xéo qua. Sau đó chúng ta gạch ngang đây, đẩy xuống. Bên dưới này có chữ sinh. Chữ này là chữ sản. Ừ, chữ sản. Và chữ sân, chữ sinh. Theo nghĩa là sản sinh ra, nảy nở ra. Ở đâu ra? Những cái âm thanh đó đó. Ờ. Tờ. Đây là câu hỏi. 这些声音, những cái âm thanh này. Chúng ta điền phiên âm vào. Chờ chơi nha. Cộng với chữ ờ. 这些, C-E-A-E, 些. Sân uống lưỡi. Giống lại với lại cái ân, dùng sức từ cổ họng. Sân. I-N-In, in, giống như I-N-In. Ừ. 是. Tột xuống, âm thứ tư. Sư zẩn mơ. Sẵn đến ân zẩn. Âm ba. Mơ, mơ, ở, mơ. Giữa chừng dừng lại. Zẩn mơ. Chàn này hãy uống lưỡi và bật hơi. Với lại ăn.
Chán. Chán. Sân. Uống lưỡi. Nhẹ thôi, cái chữ này uống lưỡi mạnh còn bật hơi nữa. Chán. Chí ăn chán sân tờ. Hảo. Tiếp theo. Chai. Chai mới dùng đâu. Thính thính khan. Nghe thử xem. Thính thính khan. Chữ thiên lại được viết thêm một lần nữa. Chữ thiên là một chữ cũng khá là nhiều nét. Cũng khá là nhiều nét. Chữ thiên chúng ta viết ẩn bộ. Rẩn bộ. Bên này đẩy qua. Đẹp ngang. Thiên. Thiên thiên khan có nghĩa là nghe thử xem. Chữ thiên ta viết ở đây. Chữ thiên được viết hai lần. Gạch qua. Thiên thiên. Hảo. Chữ khan phát ngược về. Trái qua. Trái qua. Kéo về. Thiên thiên khan. Nghe thử xem. Ta viết chữ thiên và chữ khan. Thiên thiên khan. Hảo. Xiang y xiang. Lại tiếp tục suy nghĩ nữa. Xiang y xiang. Tại vì trong giờ học mà. Trong giờ học cô giáo bắt các em ấy phải nghe âm thanh. Rồi lại phải suy nghĩ những cái âm thanh đó để trả lời câu hỏi. Vì thế, nghe xong rồi đó lại nghĩ. Xiang y xiang. Vậy từ xiang y xiang này còn dùng trong cuộc sống chúng ta nữa. Ví dụ như xiang y xiang. Cái gì mà làm? Bạn nghĩ thử xem cái nên làm như thế nào. Cái âm thanh xiang sầm mà. Lúc này họ kêu mình. Nghĩ thử xem cái âm thanh này giống cái gì. Cái âm thanh xiang sầm mà. Cái. Từ chờ lại được viết lần nữa. Bên này có chô bù. Đẩy qua bên này. Chữ cờ ở đây có bộ nhân. Mở bộ vi ra. Gạch ngang phát xuống. Chờ cờ. Hảo. Sân yên. Ta lại viết chữ sân. Sân yên. Bộ sĩ gạch qua. Móc về. Và. Sân. Hảo. Chữ yên. Hai phát xuống. Nó dưới dài hơn. Sân yên. Chờ cờ sân yên. Phiên âm của nó là chờ tre. Đọc thêm tiếng Việt. Chờ cờ. Vẫn đọc theo tiếng Việt mới có trò tre ha. Chứ Đài Loan không có. Sân yên. Chờ cờ sân yên. Cái âm thanh này. Xiang sầm mơ. Giống cái gì? Giống cái âm thanh nào đó. Xiang sầm mơ. Hảo. Từ xiang xi yang. Xiang tột xuống. Xiang sầm mơ. Sầm đẩy lên. Cái từ hào xiang ồ, giống quá. Là chữ xiang này. Nhi xiang sệ, bạn giống ai? Wo xiang wo ma ma, tôi giống mẹ tôi, từ xiang này. Bên này phết qua, gạch giữa, đóng lại. Nét này chúng ta phết từ giữa cong ra. Bên này từ giữa cong ra, 1, 2, đẩy. Xiang, chữ xiang này. Hảo, sẩn mơ, chúng ta bộ nhân bên này, đánh bộ thập bên này. Ta có chữ sẩn. Hảo, chữ mơ. Chấm, phết cái, móc cong về, hoàn thành bộ mã. Và chữ ao phía dưới này. Sầm. Chữ này đọc mơ, ờ, mơ. Giữ chân nhìn lại. Xiang sầm mơ, giống cái gì? Và đây là câu hỏi của họ. Quần họ. Wo jue de xiang xia yu de sheng yin. Tôi cảm thấy, cái cảm nhận của tôi, jue de ở đây là cảm nhận của tôi. U o wo wo âm ba. Ji yu e jue de. Jue de có nghĩa là cái cảm nhận của bản thân mình thấy nó giống cái gì, mình cảm nhận nó giống cái gì. Wo jue de. Rồi chúng ta viết chữ wo jue de. Chữ wo phát ngược về, gạch ngang qua, kéo xuống, hất lên. Bên này nghiêm bút, phết chấm. Ta có chữ wo. Hảo. Chữ jue de. Chữ chữ này cũng nhiều cách đọc. Nó là chữ. Có nhiều cách đọc gọi là tua yên zi. Ở dưới này có chữ chien.
chữ chuyển. Hảo, chữ tờ lúc này họ sẽ dùng chữ bù tờ tờ ha. Một gạch ngắn, gạch dài, kéo xuống, chấm. Qua chữ tờ, tôi cảm nhận được, tôi cảm thấy nó giống. Xiang. Ở giữa này gạch đường đóng lại, nét giữa cong qua hai bên. Xiang. Xiang sao mà? Xia yu de sheng yin. Xiang xia yu de sheng yin. Xia yu là mưa. Tôi cảm nhận, tôi cảm thấy nó giống tiếng mưa rơi. Tôi cảm thấy nó giống tiếng mưa rơi. Câu này là như thế. Xia yu de sheng yin. Tờ lúc này là bài bù tờ tờ. Hảo, sheng yin lại được viết thêm một lần nữa. Đảm bảo thuộc lầu luôn. Sân. Hảo, chữ yên gạch đây, gạch ngang, phết hai phết, đẩy qua. Ok, chúng ta điền vào. Xiang xi yi an yang, xiang xi ya ya, xia yu de. Giữ chừng nhận lại. Sheng yin, sheng shi uống lưỡi. Ng, sheng yi an, yin. 我觉得像下雨的声音. Tôi cảm nhận, tôi cảm thấy nó giống như là tiếng mưa rơi vậy. Hảo. Chúng ta viết tiếp. 原来在教室里也能模仿流水声. 原来, thì ra. 原来, 玉安渊, 原, lỡ ai, lại. 原来, thì ra. Gạch ngang. Móc cong về, phết đây, kéo qua, ngang, kéo xuống, chữ duyển. Duyển lại. Vậy cái câu phân duyển lại từ quay chữ, để lại chỗ cũ, cũng là cái từ duyển lại này luôn. Nhưng mà họ kêu là phân duyển lại từ quay chữ, thêm chữ phân vào. Duyển lại từ quay chữ là kêu chúng ta để lại chỗ cũ đó. Còn duyển lại thì ra. Thì ra mình có thể làm được việc này việc kia ở đâu đó. Duyển lại. Còn cắm điện cái. Ok. Duyển lại tại giáo sư lì. Ở đâu đó? Ở. Tại. Tại. Giáo sư là lớp học. Tại vì chữ giáo sư. Phất ngược về. Sau đó phất qua, đẩy lên. Chào. Hảo. Chào. Và chữ sư phất đây một cái. Gạch đây kéo qua. Một gạch ở giữa này. Một gạch ở giữa. Sau đó ta hất lên. Phất đánh dấu cộng. Gạch ngang. Chào sư là lớp học. Lì có nghĩa là bên trong cái lớp đó. Thêm chữ lì. Bộ này bộ y. Chạy châu sư lì, ở trong cái lớp học. Thì ra ở trong lớp học, dè nấng cũng có thể. Dè cũng. Nấng này là có thể. Dè nấng. Cũng có thể. Cũng có thể làm gì? Mổ phần. Mổ phần ở đây là bắt chước. Mổ phần là bắt chước. Ai làm gì đó, chúng ta bắt chước theo gọi là mổ phần. Ở đây có bộ sổ bộ. Cộng, cộng, gạch qua, chữ mổ, mổ, và chữ phận ở đây có bộ nhân, phết đây, gạch ngang. Đây là mổ phận này có nghĩa là bắt chước ai đó làm gì đó. Liễu xuôi sông, liễu này là chảy, liễu xa lại là chảy xuống rồi, nhiễu xuống rồi. Chảy xuống rồi, nhiễu xuống rồi, ta nói liễu xa lại là. Liễu xuôi có nghĩa là nước chảy. Phết về, gạch xuống, đẩy ra. Ta có chữ liễu. Hảo, xuôi. Bạn ấy nói là thì ra ở trong lớp học cũng có thể bắt chước. Cũng có thể bắt chước cái tiếng nước chảy. Hảo, chữ này điền vào. Zài. Zài nả lì? Zài. Zài chua sở mở? Zài ở đâu đó?
教室 G-E-L 教室có nghĩa là lớp học của mình. 教室 lúc này 教室里在教室里 có nghĩa là trong lớp học. 也能 cũng có thể 也能模仿 là bắt chước. Chữ mơ 我模仿模仿流水 L 用chữ L E O 流 đọc 流水流水流水 là nước chảy. Hả? 流水声 có nghĩa là tiếng nước chảy. Chúng ta viết chữ sơn ở bên này. Hảo, ta vào viết chữ sơn ở đây. 流水声 là tiếng nước chảy. Và đẩy ra. Và bên này có ở tổ. 流水声. Bạn ấy nói là thì ra trong lớp học chúng ta cũng có thể bắt chước tiếng nước chảy. Hả? Xiang y xiang. Lại chút kêu chúng ta suy nghĩ tiếp. Xiang. Xiang. Ở dưới đây chỉ có chữ tâm. Y. Sau đó lại xiang. Xiang y xiang. Ở phiên âm của họ chúng ta điền vào xiang y xiang. Xiang. Y đọc xuống. Xiang lại âm ba. Ở giữa có chặn một cái âm tư đó cho nên không cần đổi âm. Xiang y xiang. Lợi dụng sân biên tờ tông xì. Lợi dụng những cái vận dụng. Lợi dụng này có thể nói lợi dụng hoặc vận dụng những cái. Vận dụng những cái mà bên cạnh chúng ta có đó. Chúng ta có bên cạnh có cái gì thì dùng cái đó. Từ lý dụng này dịch ra là lợi dụng và cũng có thể là dùng vận dụng những cái bên cạnh mà ta có được, những cái đồ vật bên cạnh mà người ta có được. Là cái câu này là như thế. Họ ta viết chữ lý dụng. L y li y ứng dụng. Lý dụng. Họ chúng ta viết chữ lý dụng. Nǐ zài lì yòng wǒ. Bạn đang lợi dụng tôi. Đó, chữ lì này. Và chữ dùng. Lì dùng. Lì dùng. Sân biên là bên cạnh mình. Sân này là thân thể của chúng ta. Sân. Sân biên. Biên này là bên. Ở đây. Chữ gì tờ chữ. Phát một cái gạch qua. Ây dồ. Gạch qua như thế này. Sau đó bên này đẩy ra. Ở dưới này có bộ phương. Sau đó bên này có xô bộ. Chữ này sao nó xấu dữ vậy? Sơn biên là sơn. Để con viết lại. Nó xấu quá trời. Viết cao lên nữa. Viết canh cái ô nó ra này tí nữa. Ở bên này, trên đây, hai gạch đóng lại. Sau đó ta phết đây, móc qua bên này, kéo qua. Đây có bộ huyệt. Sau dưới này có bộ phương. Ở dưới này ta có chô bộ. Kéo qua bên này. Hả? Sân biên có nghĩa là bên cạnh chúng ta. Cái gì đó bên cạnh? Sân bờ y an yên biên. Sân biên. Tờ tông xì. Tờ. Tờ tông xì. Tờ uống. Giống như u ngộn vậy đó. Tông. Hảo chứ tờ. Bảy bu tờ tờ. Tông gạch qua. Ở giữa một đường. Kéo xuống. Tông. Chữ đông tây nam bắc tờ đông. Đông. Tông xì là ví dụ như là mày tông xì. Mua đồ. Em giờ mới vô không có không sao. Em cứ biết. Em cứ bước tôi viết từ từ đi. Chúng ta luyện từng chữ một mà. Luyện văn thì vô số văn để mà chúng ta luyện không sao cả. Em cứ viết đi. Hảo. Chữ đông chúng ta viết xong rồi chúng ta viết chữ tây. Đông tây nam bắc tờ đông tây. Gạch ngang. Kéo ra. Hai gạch bên trong. Đóng lại. Ta có chữ tây. Chữ tây này dùng nào? Si yao nè. Thuốc tây nè.
À, tông xì, đồ vật nè. Tông xì, đông tay nè. Ờ, hảo, chữ này đọc. Xì. Xì, lúc này họ đọc xì. Họ có đọc tông xì và tông xì. Ở trong sách họ sẽ đọc tông xì, ở ngoài đời đa phần họ đọc tông xì. Tông xì. Có thể mô phỏng. Có. Âm ba. Y âm ba. Mô phỏng bắt chước. Mô phỏng âm ba. Có thể bắt chước. Có thể bắt chước. Có thể mô phỏng. Chữ này có nói là có thể bắt chước. Có. Y. Hảo. Uống miếng nước vô mà nó ngẹn. Hảo. Ở đây có bộ thủ. Sầu vụ. Sau đó đánh bộ thảo ở đây. Và đây thì gạch ngang qua. Gạch ngang đúng đây. Dưới đây có chữ tạ. Múa. Bên này bộ nhân. Phết đây gạch qua. Đây có bộ phương. Múa phận. Bắt chước. Có thể bắt chước. Chú nài xe sân yên. Bắt chước ra những âm thanh nào. Chú. Kéo xuống. Bên này đẩy ra. Chú. Nà xe. Chữ nà ở đây có bộ khẩu. Đây kéo ra hai gạch. Này đẩy ra. Nà. Chữ xe. Nà xe. Ừ. Sân yên. Âm thanh. Có thể bắt chước những cái âm thanh nào. Như này. Ẩr bụ. Sân. Đó. Chữ yên. Có thể bắt chước những âm thanh nào? Chu. Nà. Nơ á. Nà âm ba. Xì y e ye xie. Sông. In. Hảo. Có gì? Lý dùng sân biên tổ tôn xì là dùng những cái đồ vật bên cạnh chúng ta. Có thể mô phỏng chú nà xe sân yên. Có thể bắt chước ra những cái âm thanh nào. Chào. Cái bút xóa này chỗ nào cũng có bán hết em à. Đây là câu hỏi ha. Đây là câu hỏi đúng hơn là dấu chấm. Câu hỏi. Cái bút này em mua ở đâu cũng có bán hết. Mua ở đâu cũng có bán hết. Mua ở đâu cũng có hết chị Lan. Cái này mua ở đâu cũng có hết á. Nhà siêu thị nè. Trong các nhà bán bút đồ. Những cái nơi siêu thị cũng có bán nữa ha. Chơ cơ sơn nhìn, sang tà lệ tà sơn nhìn. Cái âm thanh này giống như âm thanh của sét đánh vậy đó. Chơ cơ, chữ này. Chơ tổ xuống. Chơ cơ tà chơ. Ở đây gạch qua. Chơ cơ tà chơ. Kéo qua bên này. Chơ. Nhưng mình chưa phát là mà. Hải mẹ. Chơ cơ. Chơ cơ, cái này. Chơ cờ. Cái này đọc chơ cờ. Chữ cờ này giữa chừng dừng lại. Chữ cờ này là chữ có nhiều cách đọc nữa. Nó không nhất định là đọc âm năm không đâu. Nó còn cờ. Cờ. Hướng dẫn em học lại. Dẫn giúp em lại từ đầu với. Từ đầu em không đừng lo. Từ đầu em vào kênh YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài. Em coi từ dưới coi lên là từ đầu đó em. Em vào kênh Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài. Em bấm vào kênh đó, cái kênh đó tại vì cái kênh chị đặt tên giống như là người ta hay đặt cái tên cuộc sống này, cuộc sống kia chị đặt theo vậy á. Chứ đặt xong rồi mới biết là đặt cái tên đó, mình học tiếng Trung mình đặt tên là học tiếng Trung được rồi. Còn cuộc sống này, cuộc sống kia chi. Mình đâu có làm về cuộc sống đâu, mình lỡ đặt rồi thì để gì luôn đó. Hỏi lại lơ, hả? Hả? Thì cho nên là không sao, cái tên tự đề không quan trọng, chúng ta lỡ rồi thôi. Thì các em cứ bấm vào trong đó, bấm vào bên kênh đó xong rồi em bấm vào cái danh sách phát. Danh sách phát đó mang tên học tiếng Trung. Em bấm vào đó, em coi từ dưới coi lên. Đó là dành cho các bạn mới học từ đầu. Ha. Hả? Chơ cờ sân in. Cái âm thanh này. Sân dùng sức từ cổ họng. In in. Đẩy lưỡi lên trên. Sân in âm thanh. Bộ sĩ. Bên này đẩy qua. Móc qua. Hả? Gạch qua. Hảo, sân
Ở chữ in phết đây gạch qua, hai phết xuống, gạch ngang. Chờ cờ sân in, cái âm thanh này. Xiang tả lệ tờ sân in mà. Xiang, giống. Phết đây kéo qua, hình chữ nhật ở giữa. Giữa này móc qua, cũng ở giữa này móc qua, hai phết. Xiang, giống. Ừ, xiang này là giống. Tả lệ. Tà lệ ở đây là xét đánh, tà, tà và lệ này là kiểu như là chữ lôi, ông thiên lôi tự lôi đó. Ở giữa này có bộ mưa, giữa này có dụ phụ, dụ phụ. Dưới chữ dụ phụ này có chữ điền, có chữ điền thành lệ, thành chữ lôi, thiên lôi tự lôi đó, thiên lôi tự lôi. Có nghĩa tà lệ có nghĩa là xét đấm. Tờ sân nghiên. Tờ sân nghiên mà. Lại viết sân nghiên một lần nữa. Sân im mà. Lúc này hỏi thêm chữ ma vào, có nghĩa là câu hỏi có giống tiếng của sét đấm không? Và họ đã làm cái tiếng gì đó ra, họ mới có thể nói câu này được. Họ đang làm, đang tạo ra một cái âm thanh gì đó, họ mới có thể nói câu này được. Xi yi an yang xiang de a. Họ dùng từ tạ. Âm thứ ba, tạ. Tạ. Lệ. Lệ thì ta nghe có chữ lơ trong đó, giống như chữ l. A. Lệ. Tạ lệ công. Tạ lệ lơ. Thần mưa. Em thấy trời mưa rồi, cái tự nghe nghe sấm, sấm gọi, sấm đánh. Cái bằng mình nói là tà lệ lơ. Tà lệ lơ có nghĩa là sét đánh rồi. Đó, chữ tờ này giữa chừng dừng lại. Tờ, sân im mà. Mờ, à, mạ. Chữ này đọc ma chứ bên sách là họ đọc mạ. Mạ. Hả? Chứ có sân sầm mờ, cái này giống cái gì? Chơ cờ, mình hỏi người ta, chơ cờ xiang sở mờ. Cái này giống gì, giống cái gì? Chơ cờ, ở đây giảm bụ. Ở đây chỗ bụ. Đẩy ra. Chơ cờ. Ta biết chữ cờ. Chơ cờ. Chơ cờ. Xiang sở mờ, giống cái gì? Từ xiang này. Nếu mà mình nói tha sang của nó giống tôi, tha sang tha bà bà, tha giống mẹ, giống ba của nó là chữ sang này. Sầm mờ là cái gì? Gạch số. Hảo, chữ mờ ta phết đây, gạch qua. Công bút. Công bút. Hảo, sang sầm mờ. Hảo, vô trong hỏi. Quỳnh hảo. Chờ cờ, chữ chờ điền rồi, chữ cờ. Giữa chừng dừng lại, cơ ở cờ. Xiang xi yang yang. Giống này họ đọc xiang. Xiang. Họ tụt xuống rồi đó. Xiang. Sẩn mờ. Sẩn. Đẩy lên. Mờ. Giữa chừng dừng lại. Sẩn mờ. Chơ cờ xiang sẩn mờ. Cái này giống cái gì? Ni hào. Ni hào. Hả? Hãy khở gì mổ phần nà xe sân yên. Còn có thể bắt chước những âm thanh nào nữa? Hãy khở gì? Hãy. Khở ai? Hãy. Đẩy lên. Khở. Âm ba. Khở. Y cũng âm ba. Vì thế mới đọc khở gì. Còn có thể mổ phần. Bắt chước. Mổ phần. Ở đây là bắt chước. Người ta đang làm gì mình nháy theo lại đó. Gọi là mổ phần. Hãy khở gì mổ phần. Nà xe sân yên. Nà xe là những cái nào? Nà xe. Nà xe. Sân yên là âm thanh. Còn bắt chước những cái âm thanh nào nữa? Vì thế cái từ đó giờ là thành nhẫn. Sân yên. Yên. Còn có thể bắt chước những âm thanh nào đó nữa. Hảo, chúng ta viết hãy khở gì.
Nếu mà người ta cái từ ba chữ này, hãy khởi gì này còn thể dùng trong nào nữa. Người ta hỏi chơi trình cua tự hào mà, dạo này qua cuộc sống sao, ổn không? Thì mình nói hãy khởi gì ba chữ này có nghĩa là cũng tạm tạm, cũng được, cũng ổn, cũng ok. Hãy khởi gì ba chữ này đây. Ai hỏi mình, hey, chú chinh cua tự hào mà, dạo này sao, ổn không? Cuộc sống ổn không? Qua ngày tốt không đó? Mình trả lời, hãy khởi gì có nghĩa là cuộc sống của chúng ta cũng tạm tạm, cũng ok, cũng được. Ba chữ này. Ha. Mổ phận. Chúng ta viết chữ mổ phận. Ở đây có bộ thủ tay. Bên này, cộng, cộng. Gạch qua, ở giữa gạch, đóng lại. Dưới này có chữ ta. Mổ. Chữ phận ở đây ta có phết xuống, phết qua. Ở bên này có bộ phương. Mổ phận. Mổ phận này là bắt chước. Bắt chước một cái gì đó. Lúc này họ đang bắt chước những cái âm thanh. Bắt chước nhầm âm tâm. Âm thanh của cái tiếng ngoài đường hoặc tiếng ở đâu đó. Nà xe. Bộ khẩu thêm chữ na biên là na vào thành nà. Xe. Nét dưới dài hơn nét trên. Nà xe. Hảo, sân in ta lại viết tiếp. Sân in. Đánh dấu. Cộng. Dưới ngắn hơn. Móc qua. Và dưới này có lỗ tai. Đó. Chữ in. Phết đây. Hai phết xuống. Gạch qua. Sân in. Còn có thể bắt chước những âm thanh nào nữa. Chị ơi, bút chị đang viết mua ở đâu? Ở các siêu thị chỗ nào cũng có bán hết. Siêu thị chỗ nào cũng có bán hết. Đây là câu hỏi. Quỳnh Hậu. Câu hỏi của người ta. Các siêu thị cái bút này ở chỗ siêu thị nào cũng có bán hết ha. Hảo, chúng ta qua viết hết những cái chúng ta đọc rồi, bây giờ chúng ta đọc tiếp. Sai sai khan, đoán thử xem. Mình kêu người ta đoán thử xem. Người ta hỏi, Ni de shou li men na shi me? Ni de shou li men, hoặc là người ta hỏi, Ni zai shi shi me? Ni zai shi shi me? Thì người ta hỏi như thế, cái mình không muốn nói ra, mình kêu người ta đoán thử xem. Mình sẽ nói, Sai sai khan. Chai chai khan, hoặc là ni chai chai khan. Ni chai chai khan, có nghĩa là kêu bạn đoán thử xem. Người ta hỏi mình, ni zai shi shi me? Ni chai chai khan. Mình kêu người ta, mình không muốn nói thẳng ra, mình nói, bạn đoán thử xem, dùng cái từ này ha. Chai chai khan. Đó. Ta mình ở đây là họ. Mô phỏng là bắt chước. Tờ shi shi me sheng yin. Tha mình mổ phận tờ shi shi me sheng yin. Kêu chúng ta đoán thử xem họ đang bắt chước những cái âm thanh nào. Họ đang bắt chước cái những âm thanh đó là những âm thanh nào. Đó, chúng ta xem. Và bạn này đang đoán. Bạn này đang đoán. Và bạn này đang đạp, lấy chân đạp xuống đất. Bạn đạp xuống đất sẽ ra cái âm thanh. Ra âm thanh gì đó. Và bạn ấy trả lời là Xia yu le, trời mưa rồi. Xia yu le. Lu shang tờ rấn. Trời mưa rồi. Lu sang có nghĩa là trên cái đường đi. Trên đường, những người đang trên đường. Lu sang tờ rịnh là những con người đang ở trên con đường đó. Tô zai pao bu đều đang chạy bộ hết. Họ đều đang chạy bộ. Chạy bộ để làm gì? Tìm chỗ núp mưa. Tìm chỗ núp mưa. Đó. Người thứ hai, cô bé gái này đang ngồi đoán. Và ông có ai đó đang làm gì? Dùng tay để gõ lên cái bàn hoặc gõ lên cửa gì đó. Và cô bé nói, ba bà là ba, ba bà chào mừng chào wǒ zhùn bèi chí wǎn cán. Ba bà chào mừng chào wǒ zhùn bèi chí wǎn cán. Ba bà chào mừng ở đây là gõ cửa, chào là kêu, wǒ là tôi, zhùn bèi là chuẩn bị, chí là ăn, wǎn cán là bữa tối. Hảo, cô bé này đang đoán và bên này có tiếng cái cơm hộp, cái gầu mên đựng cơm của chúng ta và cộng với cái muỗng gõ vào đó. Đó, thì cô bé này đoán là gì? Tà khai phòng chén. Tà khai phòng mến thính tạo má mà chân chạy chào chai. Tà khai phòng mến thính tạo má mà chân chạy chào chai. Tà khai là mở ra, phòng ở đây là phòng. Phòng nào đó có thể là phòng bếp.
Phận này chưa nói phòng nào. Đã mẹ đang xào rau thì nhất định là phòng bếp rồi. Phận là cái phòng, mệnh là cái cửa phòng đó. Gọi là phận mệnh là cửa phòng. Cửa phòng bếp. Thìn tao, nghe thấy. Má mà, mẹ. Trần chạy. Đang làm việc gì đó. Chạy, đi chạy chua sợ mỡ. Còn mình đang làm ngay lúc đó, mẹ của cô bé này đang lúc đó đang xào xay, đang xào rau. Đang xào rau, không có chạy đi đâu được hết. Chỉ đang xào rau. Thì dùng cái từ trần chạy. Trần chạy. Xào xay, xào rau. Cô bé mở cửa phòng ra nghe tiếng của mẹ đang xào rau. Đó, tiếp theo cậu bé này đang đoán nước đổ vào thùng. Cậu bé nói gì đây? Chào tao, chú phòng, xí sầu, giao chuẩn bị chứ phàn lợ. Cái âm thanh nghe tiếng nước chảy, cậu bé tự nghĩ rằng chúng ta đi vào bếp. Chào tao, đi đến đâu đó. Chú phòng là phòng bếp, xí sầu, rửa tay, giao chuẩn bị, cần phải chuẩn bị ăn cơm lợ. Sư phan là, ý là nghe tiếng nước chảy là tôi đi rửa tay đây. Nghe tiếng này là tôi nói chuẩn bị đi rửa tay để chuẩn bị ăn cơm đó. Đói bụng rồi đó. Hảo. Và bên này, họ đang ngồi thảo luận. Đó là những cô chú bé này đây. Hình ảnh của mấy chú bé này. Hồi nãy giờ ngồi đang ngồi thảo luận âm thanh. Sách này mua ở các trong nhà sách nha. Trong các nhà sách đều có bán hết. Trong các nhà sách đều có bán. Sân in. Sân in mổ phận. Ta sai. Sơn yên là âm thanh, mổ phận là bắt chước. Ta sai ở đây là bắt đầu họ đang thi đua nhau, đố thách nhau. Coi ai bắt chước giống hơn, ai làm giống hơn và ai đoán chính xác hơn. Hảo. 我知道这是什么声音. Bạn ấy dùng hai cái cây, cái bút chẳng hạn gõ lên bàn. Và người khác đi đoán. Nếu mà đoán trúng thì cái đội đó chiến thắng, hoặc là người đó đánh trúng chỉ là một người thôi cũng được. Bạn này gõ, nếu mà bạn này bắn đúng trúng thì bạn đoán đúng. Và bạn ấy nói là 我知道这是什么声音. Tôi biết đây là âm thanh gì. 我知道这是什么声音. Tôi biết đây là âm thanh gì. Hả? Dụng cụ cũng không ít à, chuẩn bị để tạo ra âm thanh cũng để khá là nhiều dụng cụ. Xin khổ lờ, xíxie, ta gia xin khổ lờ. Đó, cái bài này hôm Tết đã chỉ rồi chắc đây. Hôm Tết đã chỉ bài này rồi cho nên là bài này Vân sẽ không chỉ lại thêm nữa ha. Cuốn sách này tới cái bài này là hết rồi, chúng ta viết hết nó là thôi. Chúng ta sẽ chuyển qua cuốn sách khác. Cuốn sách này là tới đây là hết rồi. Cái phần kia là phần Tết, hôm Tết Vân đã chỉ rồi. Hôm Tết, ngay cái ngày Tết thì con Vân đã cũng dùng hết cuốn sách này. Và Vân đã lợi dụng cuốn sách này để chỉ cho mọi người viết về những cái ngày Tết nó có những cái từ vựng nào và có những cái từ gì đó liên quan tới Tết, có những câu chuyện gì. Chúng ta học hết cái viết hết cái bài này là cuốn sách này có thể bỏ qua một bên được rồi. Không, ta biết sai sai khan, đoán thử xem. Sai sai khan. Đó, tôi viết chữ phiên âm trước. Dùng cái từ này sai sai khan. Đoán thử xem. Ai hỏi mình cái gì đó mình không muốn trả lời, mình muốn người ta đoán thì mình có thể dùng như thế này. Sai sai khan. Nì sai sai khan. Hoặc là sai 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 khan. Ở đây phớt như thế này, cong qua. Ở đây một gạch, cái nét đầu tiên. Và bên này gạch, hai gạch kéo xuống, nét dưới dài hơn. Bên này có duệ, từ sai. Họ phên một lần nữa. Một, hai, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chữ này không những 8 nét đâu ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nét. Họ chữ can. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sai sai can. Sai sai can. Đoán thử xem. Tha mình. Họ. Chữ tha. Này đẩy ra. Tha mình. Họ. Tha mình. Hảo. Chữ phiên âm. Thơ, a, tha, mơ. Dành tên ân. Mạnh. Giờ chân nhận lại. Tha mình. Họ. Mổ phận tờ sư sầm mơ sơn nhìn. Mổ phận. Ta lại viết chữ bắt trước. Mổ phận.
Mô phỏng. Hảo. Chúng ta viết chữ mô phỏng. Sổ bù. Sau đó, bộ thảo. Bên này gạch qua. Ở dưới đây, tạ. Tạ có chữ mô. Chữ phỏng, bộ nhân, bộ phương. Mô phỏng là bắt trước. Mô phỏng tờ sư. Tờ, bãi bù tờ tờ. Âm thanh mà họ bắt trước. Làm thanh gì? Vì thế cái chữ tờ này là dùng bãi bù tờ tờ. Tờ, ờ, tờ. Ừ, tờ, ờ, tờ. Hả, tiếp. Sì, sầm mơ sơn yên. Sì, sầm mơ. Đẩy lên. Sẵn, chữ mơ, giữ chân nhìn lại. Sì, sầm mơ. Sơn yên là âm thanh gì? Sì, sầm mơ sơn yên. Hả, ta điền chữ vào. 是不是的是 Phát ngược về, đẩy ra. Hảo. Chứ sấm mơ, phát đây, kéo đây, gạch ngang, kéo xuống. Phát đây, gạch ngang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hảo, sân nghiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Đó. In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chữ sân giờ này Vân biết là không được tốt cho lắm. Cái tên nét này là không được banh ra mà nó úp lại. Ờ, hảo. Chữ sân mà sân in là dấu hỏi. Ờ, cách viết tiếng Trung ngoài đếm nét nó ra. Ngồi đếm coi nó bao nhiêu nét. Thứ hai nữa, khi mới viết chúng ta phải cần phải đếm nó bao nhiêu nét. À, khi chúng ta tập viết từng nét một. Và điều thứ hai cần ghi chú nữa đó là cách viết của nó. Nét phết ngược về, nét ngang qua, nét dọc, nét sổ, nét gì đó. Cần để ý những cái nét đó. Thì đó, cái bài tập đó trong đầu bài chúng ta đã học qua rồi đúng không? Đó. Xia yu lơ. Xia 1, 2, 3. Yu 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 下雨了. Mưa rồi, mưa xuống rồi. 西一阿呀, 下雨了. 下雨了, mưa xuống rồi. 路上的人. Người ở trên đường. Phải cái. 路, 路 này là tiếng Hán Việt là lộ. Ừ, sang này có nghĩa là thượng. Thường nói thượng lộ bình an. Lù sang. Chúng ta viết chữ lù. Hảo, chữ lù bên này ta có chủ bộ. Chủ bộ nói về sung túc đầy đủ. Phết đây kéo ra. Sung túc đầy đủ và nó còn ý nghĩa cái chân. Cái chân của chúng ta nữa ha. Lù sang, gạch xuống, gạch qua, gạch ngang. Lù sang có nghĩa là trên lộ, người trên đường đó. Lù sang tờ rảnh. Thêm từ tờ rảnh vào có nghĩa là nói những cái người ở trên đường đó. Tờ và chữ rảnh. Lù sang tờ rảnh. Tờ, ờ, tờ. Giữa chân nhìn lại, đó là âm 5 của họ. Rảnh, ta nghe nó đi lên. Đó là âm 2 của họ. Tờ rảnh. Lù sang tờ rảnh. Tờ zài pào bộ. Hào bù đọc xuống. Tâu chạy. Điều đen. Thảo chạy. Thảo bù chạy bộ. Tại sao họ đang chạy bộ? Tại sao những người trên đường họ đang chạy bộ? Tại vì xa dù lợ. Mưa xuống rồi. Không chạy ướt đồ hết. Đó chứ tâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chạy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thảo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ừ. Chữ thảo ở bên này có bộ bao bọc. Bên này kéo qua. Thảo. Hảo. Chữ bù ở đây thiến chữ tờ chữ. Thiến chữ tờ chữ gạch dưới phết qua. Ta thành chữ bộ. Thảo bộ, chạy bộ. Họ đều đang chạy bộ hết.
Câu tiếp theo, ba bà là ba. Ở trên này có chữ phụ thân đọc phụ. Đây là chữ phụ thân đọc phụ. Phụ thân đọc phụ thêm phần này vào thành ba, ba của chúng ta. Hảo. Ba bà là ba. Ba này âm tư. Nhưng hai âm gồng nhau, âm này biến thành âm thứ năm. Ba bà. Ba bà. Hảo ba bà. Chào mừng. Gõ cửa. Chi y áo. Chào. Từ này là từ gõ. Mừng là cửa. Chào mừng là gõ cửa. Hảo tao biết chữ chào mừng. Bên này có chữ cao. Cao với thấp đó. Có chữ cao bên này. Chữ cao bên này, sau đó phu bu bên này. Chào. Họ thêm chữ mệnh vào. Gõ cửa. Chào mệnh. Gõ cửa. Chào wo zhun bei chi fan. Chào này là kêu. Kêu tôi, gọi tôi. Thì chào này có nghĩa là kêu. Chào. Kêu. Gõ cửa, kêu mình ra ăn cơm, gọi mình ra ăn cơm. Chào wo. Đây là tác giả. Wo. Tự xưng là wo. Người này là tác giả. Chào wo. Chuẩn bị. Chữ này uống lưỡi ha. Chữ này trời che đó. Chuẩn uống. Sẵn tên ấn. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Chữ hoàn chán. Chữ mỗi phiên âm này thôi. U an wan, họ đọc wan xuống rồi lại lên. Sư bật hơi, không uống lưỡi. Wan chan, có nghĩa là bữa ăn tối. Ba gõ cửa khi chúng ta kêu con hay kêu ai đó. Chuẩn bị ra ăn cơm tối. Chuẩn bị ra ăn cơm tối. Nấp trong phòng hoài. Áo ta điền chữ wo. Phết đầy gạch qua. Kéo hất lên. Nghiêm bút. Wo. Áo chuẩn bị, chuẩn bị. Ta viết chữ chuẩn bị. Ở trên này trên dưới ha. Trên dưới chia ra. Đây có ba giọt nước. Phết về kéo xuống. Đây có bộ trời phụ. Dưới này gạch ra. Kéo xuống. Ta có chữ chuẩn. Chữ chuẩn. 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 Hảo chữ B. Bên này có bộ nhân. Gạch đây. Kéo xuống. Kéo xuống. Gạch qua đây. Phết qua. Bên này. Đẩy ra. Bộ trông phụ ra. Sau đó. Ta gạch hai gạch ngang. Gạch này kéo xuống. Ta có chữ chuẩn bị. Chuẩn bị. Chữ ăn. Dùng miệng để ăn. Ở đây có bộ thủ. Khẩu. Bên này đẩy ra. Chữ. Chữ hoàn. Hoàn này tối. Có liên quan tới mặt trời. Đây có bộ nhật. Đầy phết. Đầy đẩy ra. Bên này. Mở một cái hình chữ nhật ra. Và ta đóng nó lại luôn. Ta không gạch giữa. Sau đó ta mới móc từ trong ra. Là nó tự gạch giữa luôn. Hảo, chữ chan. Chữ chan. Ta gạch đây, kéo qua bên này. Kéo qua bên này, gạch. Một nét như thế. Sau đó bên này có chữ yo. Và dưới này có chữ shi wu de shi. Chữ chan. Wan chan là bữa tối. Wan chan là bữa tối. Hảo. Chào wo zhun bei chi wan chan, có nghĩa là kêu ba gõ cửa ra, cốc 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 cốc. Ca chu lai chi wan chan lo, zhun bei chi wan chan lo. Chuẩn bị đi ra ăn cơm. Tà khai, phẳng mệnh. Tà khai là mở ra. Chữ tà, dùng tay để tà, đây có bộ thủ tay, kéo qua. Tiên. Khai, chúng ta mở cái cửa ra. Môn. Sau đó bên này một gạch dài, một gạch trên ngắn dưới dài, cong, thẳng. Tạ khai, mở ra. Phẳng chén tờ phẳng. Ở bên này có chữ hu bù. Hu bù. Hu bù, chữ này là chữ hộ. Chữ hộ bên dưới này thêm chữ phương vào. Thành phẳng. Nhà. Phẳng này là phòng, là nhà. Ví dụ như phẳng mệnh có nghĩa là cửa phòng. Mệnh này là môn, là cửa. Phẳng mệnh là cửa phòng. Tà khai phẳng mệnh. Mở cửa phòng ra. Tà. Âm ba.
khơ, khơ này giống chữ khờ của mình, ai này giống chữ ai của mình, tạ khai, phẳng, phở phở, ăn này giống ăn ngờ ăn, phẳng đẩy lên, mịn, sành tên ân, mịn đẩy lên, phẳng, mịn, tin tạo, nghe thấy, tin, à, tin tạo, chữ tin ta mở, ẩr bù ra, bên này gạch ngang qua. Hai gạch giữa đóng lại. Một gạch ngang. Thiên. Hả? Thiên tạo. Chúng ta viết chữ tạo. Gạch đây. Vết. Cộng. Hất lên. Bộ đao dài hơn ha. Bộ đao dài hơn. Chữ này đọc tạo. Thiên tạo có nghĩa là nghe thấy ha. Thiên tạo. Nghe thấy. Thiên tạo sao mà? Ma mà. Mẹ. Ma này âm thứ nhất. Ma. Chữ ma âm thứ nhất này hai ông gặp nhau thì chữ thứ hai biến thành âm thứ năm. Ma mà. Hảo, người phụ nữ. Mẹ mình là người phụ nữ. Làm trâu làm ngựa cho mình. Thêm chữ mạ ở đây. Hảo. Ma mà được lặp lại một lần nữa. Ma mà. Ma mà, mẹ của chúng ta. Trừng xài đang làm gì đó. Trên tay mẹ đang cầm cái xẻng để xào rau. Thì lúc đó là dùng cái từ trần này. Xài. Trần xài. Đang làm, đang xào rau. Chảo. Chúng ta xào thì phải có lửa. Ở đây là bộ lửa đây. Đây là hỏa, hỏa bộ. Và giữa này gạch một gạch, phết đây, kéo ra. Bên này hất dẹp. Đây là chữ chảo, rau the chảo. Xào, xào này xào, xào cơm xào hay là xào rau, xào xay, xào rau đồ đó. Xào xay đó, xào. Đây có bộ thảo, ta viết chữ xay. Bộ thảo. Sau đó phết đây một gạch, 1, 2, 3, dưới này có bộ mộc. Xào xay, chân dài xào xay, đang xào rau. Chữ này đọc trờ tre. Đọc theo tiếng Việt gọi là trờ tre, uống lưỡi lên. Với lại chữ ân dùng sức từ cổ họng. Trần xài. Nếu mà mình đang ăn cơm, đang lúc đó người ta gọi điện cho mình, mà mình đang nhai cơm, mình đang ăn luôn đó, mình gọi là 我正在吃饭. Đang làm việc gì đó. 我正在吃饭. Vậy mình đang uống nước mà mình nói mình đang ăn cơm, được không? Không được. Đang ăn cơm là phải đang ăn cơm. 我正在工作. Tôi đang làm việc. Hoặc là 我正在走路. Tôi đang đi bộ. Tôi đang đi bộ, mình nói như từng cái từ trần trại này. Đó. Cái từ chảo. Chứ áo. Chảo, chữ này bật khơi ra. Chảo, chai này không. Chữ này uống lưỡi, chữ này không. Nhưng mà vẫn bật khơi. Chai. Chai. Chảo, chai. Xào rau. Đó, truy hào của họ. Chỗ tao chủ phẳng. Đi tới nhà bếp. Chỗ. Dầu, tạo, tơ, áo, tạo, chú, chú, chú phận là chú. Và thêm chữ phận vào, chú phận này gọi là nhà bếp. Chú phận. Hảo, chúng ta biết từ dầu, dầu lù là dầu. Đánh dấu cộng, gạch dưới, kéo ra. Dầu, tạo, gạch ngang, phết qua đây. Đánh dấu cộng, hất lên. Bộ đao này dài. Chỗ, tạo. Ta biết chữ chủ phẳng bên trên này. Một gạch ngang. Này cong ra. Sau đó đây có bộ sĩ. Tại sao biết được bên trên dài hơn bên dưới? Bên trên dài hơn bên dưới, đó là bộ sĩ. Sau đó thêm một bộ khẩu đây đây. Phết hai phết xuống, hất lên. Bên này có chuẩn bộ. Ta có chữ chủ phẳng từ chủ. Chữ phẳng ta viết bộ. Hù bù. Phết đây. Cong qua. Đẩy qua. Sau đó bên này có bộ phương. Ta có phẳng. Ví dụ như phẳng zi là nhà. Mài phẳng zi là mua nhà. Chào 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 chào. Chào 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 chào. Chào tao chủ phẳng đi tới. Đi tới nhà bếp. Xí sọ. Rửa tay. Ta viết chữ rửa tay. Xí sọ. Rửa, có nước. Bên này có chữ xiên,
洗好手công. Xí sổ này được gọi là rửa tay. Xì âm ba, sổ cũng âm ba, tại vì hai âm ba gặp nhau mới đổi thành xí sổ. Xí sổ, rửa tay. Yào chuẩn bị, cần chuẩn bị. Yào chuẩn bị chứ quân. Chuẩn bơ ấy bị. Chữ bơ của họ vẫn chuyển hóa, nó sắp thành chữ bờ của Việt Nam mình rồi đó. Nó cũng tương đương với chữ bờ của Việt Nam, vẫn chuyển hóa nó thành sắp thành chữ bờ của Việt Nam mình. Yào chuẩn bị. Chữ yào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hảo. Chuẩn bị ở đây có 3 giọt nước, ở đây có bộ truy bộ. Hảo gạch ngang kéo xuống, ta có chữ chuẩn. Chữ bị. Chuẩn bị ở đây có bộ nhân, gạch ngang. Hai phết xuống, rồi lại gạch ngang. Phết đây, kéo bộ trung bu ra hai gạch, kéo xuống. Ta có chữ chuẩn bị. Yào chuẩn bị, chứ phải là ăn cơm rồi. Phết đây, đẩy quá. Hảo chữ phân ở đây có bộ thực. Nói về thức ăn rồi. Bên này phết qua, móc cong về. Đẩy ra, có chữ phản. Chữ với phản, phản. Chữ phản là cần chuẩn bị ăn cơm rồi. Hảo, chữ chứ này uống lưỡi bật hơi. Chứ. Phở phở phan. Lờ. Giao chuẩn bị chứ phan là âm cuối năm của họ ha. Hảo, chị họ. Sáng im mô phỏng đà sài. Thi đấu. Thi đấu để bắt chước âm thanh đó. Cuộc thi đấu. Cuộc thi đấu bắt chước âm thanh. Cũng được. Hảo, sheng yin, chữ này là âm thanh. Sheng yin, yin. Sheng yin. Chúng ta lại viết một lần nữa. Tại vì cái chữ này trong sách này đã hết dùng tới rồi. Cái chữ sheng yin này có lẽ là hôm nay chúng ta đã thuộc luôn. Thì phía sau sẽ không cần viết tới nó nữa. Đổi qua sách khác chưa chắc gì gặp nó. Sheng yin đôi lúc có nhưng mà ít. Không được nhiều như hôm nay. Hôm nay chúng ta làm quen nó cho thuộc luôn. Sheng yin. Sheng yin, âm thanh. Mô phỏng, bắt chước. Mô, ở đây ta có sổ bù, bộ thảo. Đẩy qua, gạch ngang. Mô, mô phỏng. Chữ này đọc mơ, ua, mô. Mô, ta thêm chữ phỏng. Phở phở, ăn, âm ba, phỏng. Mô phỏng. Nhi chai mô phỏng sẽ con đang bắt chước ai đó. Mô chai mô phỏng. Bà ba. Con đang bắt chước ba. Đọc mô phỏng như thế. Hảo chữ phỏng. Ở đây có bộ nhân. Phết xuống. Ở đây có bộ phương. Mô phỏng. Ta sai. Ta. Sai. Thường là những cái hội thách đấu trong trường. Người này đấu người kia, người kia đấu người nọ. Lúc này họ thách đấu chơi trò gì? Bắt chước người ta. Để bắt chước người ta. Bắt chước người ta làm cái gì đó. Ở bên này, hai cái gạch này đẩy ra. Nó gạch ngay hai cái đường dọc bên trên đó. Móc xuống. Bên dưới này có chữ P. Chữ này đọc sai. Ta sai. Tơ a ta. Cái từ sai này không uống lưỡi. Ai? Sai. Sai. Hào chiều bộ chiên là. Thay hào là. Hào. Chúng ta viết chữ sai. Chữ sai này. Của họ như thế này. Trên đầu. Phết một cái bên này. Đẩy ra. Ở đây một gạch. Hai gạch kéo xuống. Hai gạch. Rồi lại gạch ngang. Nét dưới dài hơn. Đặt ngay cái bút. Hai cái đường gạch này chúng ta đặt bút đây. Đặt bút đây. Và bên dưới này có chữ B. Bì sai tờ sai. Mô mên bì sai ba. Chúng ta. Chúng ta lại so sánh thử coi chạy. Ví dụ như chạy đua. Chạy đua coi ai chạy nhanh hơn. Mô mên bì sai. Khăn sẽ bảo tờ bì rau khoai. Chúng ta chạy đua. Coi ai chạy nhanh hơn. Mô mên bì sai. Khăn sẽ
跑得比较快。Chúng ta chạy đua coi ai chạy nhanh hơn. Bì sai, ta dùng chữ này. Hảo. Ok. Chữ cuối cùng, 我知道, tôi biết. 我知道. Chúng ta viết chữ 我知道. 我 phát về, đẩy qua, hất lên. Nghiêm bút, 我. Chữ chữ, phát đầy gãy qua. Nem một gạch nữa, phát về, đẩy qua. 我知. Hảo, chữ tao ở đây hai phát, gạch qua, kéo xuống. 一手, 两手各 的 手. Thêm 错 步 vào, thành 道. 我知道, tôi biết. 我知道. 我 âm 3. 知 này dùng trời tre, uống lưỡi. 道, tột xuống. 我知道, tôi biết. 这是什么声音? 这, tột xuống, trời tre. 这是, đây là. 这是, đây là. Chữ chơ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 是, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 这是什么? 1, 2, 3, 4, chữ mờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 什么? Chữ này đọc sẩn mờ. Sẩn mờ. Sơn yên. Tôi biết đây là tiếng gì. Tôi biết đây là âm thanh gì. Tôi biết đây là tiếng gì đó. Nghe cái tiếng gì gõ ra, mình đoán. Nếu mình biết thì mình nói thế. Tôi biết đây là âm thanh gì, đây là tiếng gì. Sơn. Sơn. Và chữ y ân. In, sân in. Hảo, chữ in. 我知道. 这是什么声音? Tôi biết đây là âm thanh gì. Ok. Cả nhà mình uống miếng nước đi. Hoặc đi tiểu đi. Uống miếng nước đi tiểu đi. Cũng đi đây. Okay. 我知道这是什么声音。好，
Hôm nay bài chúng ta hôm nay tới đây là hết rồi đó. Cái bài đó hôm nay tới đây là hết rồi. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm ha. Ngày mai rồi chúng ta bắt tiếp tục nữa. Con đổi qua. Định lấy cái cuốn kia ra luyện viết. Mà thôi. Để mai làm tiếp, hôm nay cho mọi người nghỉ sớm đi. Ngày mai chúng ta luyện tiếp. Coi như là cái cuốn sinh hoạt này là hết rồi đó. Cuốn này đã hết rồi. Chúng ta còn lại cuốn cuốn lịch nói về thành ngữ và cuốn nói về thể dục và sức khỏe. Còn hai cuốn đó chúng ta học hết là chúng ta đổi qua sách lớp 2. Ở phía sau nó còn nữa, nhưng cái bài này là cái bài mà Tết chúng ta đã học rồi. Hôm Tết chúng ta đã học rồi, chúng ta đã học tới nó rồi. Cho nên là bài đó không cần học tới nữa. Đã luyện qua rồi thì thôi, chúng ta không cần viết thêm nữa. Rồi ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay Vân chỉ tới đây. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều đã cố gắng học tập. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Bye bye, nghỉ ngơi ăn cơm nha. Bye bye.